Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó, các bác cứ cân nhắc mua đủ 200.000 là bên em sẽ bao ship thôi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ đơn hàng từ 200 là bên em sẽ bao ship. Rất là đơn giản vậy thôi các bác nhá. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chảo Opla này, chảo Opla. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 80 cành cho một con chảo Opla này thôi nhá. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Đấy, một con chảo đẹp như này, hàng chất lượng tráng đá cho các bác luôn nhá, tráng đá chống dính này. Nó sẽ có hai hình trái tim và hai hình tròn. Có quay bằng nhựa nhá, quay bằng nhựa, nhựa này của nó là sẽ là nhựa chống nóng nhá, chống nóng nhá, và về nhà nó có ốc sẵn đây rồi. Các bác chỉ cần việc là xoáy vào cho em là xong. Đấy, có ốc vít sẵn đây rồi. Các bác về lắp vào sau đó thì bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Con này thì nó sẽ có cho các bác là bốn cái khuân như này. Bốn cái khuân thì ở đây nó sẽ có cho các bác là đây, đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào như này cho em này. Sau đó thì mình bắt ốc vít vào. Đây nó đã có sẵn cái lỗ để các bác bắt ốc vít này rồi. Đấy, bắt ốc vít vào cho em là xong. Rất ngon lành cho bác nhá. Đấy, cực kỳ là chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Và sẽ có hai hình trái tim và hai hình tròn. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là 8 cm. Còn cái chảo này thì đường kính của nó vào khoảng là 25 cm nhé, 25 cm. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em đó là chảo Opla. Giá thì shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một con chảo Opla như này thôi. Đó, giá chỉ có 80k thôi nhá. Lên mã giúp cho em là chảo Opla này. Chảo Opla nhá. Giá sẽ là 80k cho con chảo Opla này. Giá rất rẻ bình dân cho các bác luôn. Đơn hàng từ 200 bên em sẽ bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái keo dán giày nhá. Con này thì các bác chuyên để dùng mình dán giày này, nó sẽ là một cái dòng keo, nó là cái keo, nó thuộc cái dòng là nó là keo khô chậm nhá, khô chậm. Thì khi các bác dùng nó rất là an toàn luôn đây các bác này. Đấy, nó sẽ là cái keo khô chậm như này các bác này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái keo khô chậm như này các bác này. Đó, và khi các bác dùng thì nó sẽ khô từ từ, nó rất là tốt luôn. Thì các bác có thể dùng để mình dán giày, dán dép rồi dán các cái loại túi xách, túi riêng được, rất là ok. Và đặc biệt là con này chuyên dùng để dán giày nhá. Các bác lên cho em là keo giày nhá, keo dán giày. Giá thì chỉ có 15k cho một típ như này thôi. Đó, keo dán giày nhá, keo dán giày. Giá của nó sẽ là 15k một típ như này nhá, 15k trên típ như này. Bác nào mua từ 3 típ trở lên thì bên em tính cho bác với giá đó là 40.000 cho 3 típ như này. Mua từ 3 típ sẽ là 40.000 nhá, 40k cho 3 típ keo dán giày như này. Về nhà tha hồ thoải mái cho bác dùng luôn. 3 típ sẽ là bằng 40k nhá, 3 típ là bằng 40k. Còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 một típ như này. Hàng này chuyên dùng để dán giày, cực kỳ là ngon luôn các bác. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Giày bị hư hỏng, đồ vật bị gãy để từng bước vứt đi. Hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố và không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán. Giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai về để sửa chữa đồ vật trong nhà nhé. Đấy, rất là ngon lành luôn nha. Lên cho em là keo dán giày, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy thì dòng này nó sẽ là dòng lưỡi cắt của Nhật và con này thì nó sẽ là cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy thì lưỡi thì nó cũng phân ra làm 3 loại, đó là lưỡi xanh, lưỡi vàng và lưỡi đỏ. Đấy, và bên em đang bán là một trong những cái dòng cao cấp nhất, đó là lưỡi đỏ nhá. Lưỡi đỏ mên lưới thì cực kỳ là dày luôn. Thì ưu điểm của con này thì cắt rất là bén nhá, và không bị mòn lưỡi nhiều. Đấy, tức là cắt nó rất là da. Và tiếp theo đó là khi mà các bác dùng mà nó có bị vỡ thì nó cũng không bị vỡ ra mảnh to mà nó chỉ mủn ra thôi. Đấy, nó vỡ thì nó sẽ mủn ra, tại vì cái mên lưới nó dày thì nó không thể vỡ mảnh to được, mà nó mủn ra thì nó sẽ không bị bắn vào mặt nhá, rất là nguy hiểm luôn, bắn vào mặt hoặc chân tay. Thì con này thì nó sẽ là kích thước của nó thì nó sẽ là như này đây các bác này. Đó, của nó sẽ là 107 x 1.2 x 16 mm nhá. Đấy, cái lỗ này của nó là 1.7 này, 107 này, nhân với lại chiều dày của nó là 1.2 này, và nhân với lại 16 mm nhá, 16 mm. Đó, giá thì bên shop bán theo combo nhá, combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo như này. Đấy, nếu các bác mua là bên em bán từ 5 lưỡi là sẽ là bằng 35k nhá, 5 lưỡi 35k. Đó, tiếp theo là mua lẻ là từ 5 lưỡi trở lên là nhân 7.000 một lưỡi nhá, 7k một lưỡi. Đấy, còn các bác mua đấy, 7k trên một lưỡi. Còn nếu các bác mua số lượng là 20 lưỡi, 20 đúng không nhỉ? 25 lưỡi, đấy, một vỉ của nó là 25 lưỡi là sẽ là 130k. Đó. 50 sẽ là 220.000. Đó, và 100 lưỡi
sẽ là 100 lưỡi sẽ là 380k nhá, 380k. Mua lẻ thì sẽ là 5.000 một lưỡi và bên em bán là từ 7.000 một lưỡi và bán từ 5 lưỡi trở lên. Đó, còn là 25 lưỡi là 130, 50 lưỡi là 220 và 100 lưỡi thì giá chỉ có 380.000 đã bao gồm phí ship. Đấy, các bác lên cho em là lưỡi cắt inox nhá. Lưỡi cắt sắt inox, lưỡi cắt sắt này. Đấy, cắt sắt inox nhá. Lưỡi cắt sắt inox giá sẽ là rất tốt cho các bác luôn. Đó đây. 7.000 một lưỡi bán từ 5 lưỡi trở lên, 25 lưỡi là 130, 50 lưỡi 220 và 100 lưỡi là 380.000. Tức là một hộp này, các bác mua nguyên một hộp này là 100 lưỡi luôn. Đấy. Nguyên một hộp này là 100 lưỡi cho em. Về các bác dùng dần nhá. Nguyên một hộp này 100 lưỡi này, về dùng dần luôn. Hàng của thương hiệu Guda của Nhật nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, nguyên trong hộp như này. Đó, về các bác dùng dần cho em. 380.000 một hộp như này nhá. Em bán rất là nhiều, nhiều khách đến mua rất là nhiều luôn. Tiếp theo thì nay bên shop lên cho bác sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái đầu vòi hút như này. Đấy, một đầu vòi hút như này, kèm thêm ống dây dẫn nữa. Thì các bác mua cái can nước rửa bát to, sau đó thì mình đặt ở dưới gầm cái chậu rửa bát, thế là mình hút lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích, không cần mình dùng cái chai nhỏ và cũng không cần dùng tay để bóp ấn, nó mất công. Đấy, lên cho em là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát, hút rửa bát giá thì chỉ có cho các bác là 70k cho một cái bộ hút rửa bát như này thôi. Đó, và sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Không thể thiếu trong bếp của bạn chả. Rất nhiều bạn đây không biết cái lỗ ở trên bồn rửa bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này. Hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra cái vòi này cũng làm từ thép không dỉ nên các bạn không cần phải lo bị dỉ xét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Bình thường các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, rồi về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Đó, rất tiện ích các bác nha, giá thì chỉ có 70 cành thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái con gà gạt tàn các bác nhá. Đấy, con gà gạt tàn đây, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ là một gạt tàn hình con gà như này. Đó. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là từ 15 đến 20% đồng như này. Đấy. Đồng vàng Âu luôn, hình con gà rất là đẹp nhá. Lưu ý các bác là con này thì bên em bảo hành cho các bác luôn. Đấy, bảo hành bền màu cho các bác từ 5 đến 10 năm, các bác yên tâm sử dụng. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, rơi không vỡ nhá, rơi không vỡ, các bác yên tâm sử dụng rất là đẹp luôn. Màu của nó rất là đẹp luôn, màu đồng xịn luôn, màu đồng xịn rất là đẹp nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là một con gà nhá. Đấy, một con gà rất là đẹp này, đây. Đấy, hình con gà này. Hoa văn con gà rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em là gạt tàn con gà nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có cho các bác là 190k cho gạt tàn con gà như này thôi. Đấy, lên cho em là gạt tàn gà nhá, gạt tàn gà này. Giá sẽ là 190k nhá, 190k. 150.000 các bác nhá. Đấy, đợt này về cho bác giá rất tốt luôn, chỉ còn 150 cành thôi. Đấy, 150 cành cho gà tàn con gà như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng cốc và nó sẽ tự khuấy luôn các bác nhá. Hàng thì nó sẽ về theo lô, có những cái lô thì nó sẽ là sử dụng pin rời và có những cái lô thì về nhà các bác lắp pin con thỏ nhá. Cái dòng này thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó, về các bác sử dụng thôi. Bên em bán thì không kèm pin. Ở đây thì nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, có cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ hạt nam châm này nó sẽ quay. Đấy, và lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây nhá. Các bác có thể dùng để mình pha chế cà phê rồi các cái loại ngũ cốc. Đấy, buổi sáng các bác hay uống ngũ cốc này hoặc là uống cà phê này hoặc các cái loại hạt hoặc là pha chế cái gì đó thì các bác cho vào đây. Đấy, và khi các bác chỉ cần là lắp vào sau đó thì nhấn nút thôi. Đó, hàng bên trong thì bằng inox 304 nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, bên ngoài thì bằng nhựa này. Đấy, và nắp của nó có gioăng nhá, nắp có gioăng. Các bác có thể bê đi bê lại lúc lắc thoải mái, không sợ bị lắng cạn nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy. Đấy, giá của nó sẽ là 90k. Lô này về thì nó sẽ là không có pin nhá, không có pin. Về nhà các bác tự mua pin nhá, tự mua pin này. Tự mua pin. Đấy. Không có pin, về nhà các bác tự mua pin thôi. Giá sẽ là 90.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nắp cống đồng nhá. Lên mã cho em là nắp cống đồng. Thì đây nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng đúc nguyên khối như này.
và các bác dùng để mình sử dụng để mình lắp vào các cái chậu như là chậu rửa bát này hoặc là các cái đường cống của nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet để nó ngăn mùi nhá. Lên cho em là nắp cống đồng ngăn mùi. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng này. Cầm nhanh cái nắp cống nhựa đây. Nắp cống đồng giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con nắp cống đồng như này. Con này thì siêu tiện ích để cho các bác có thể sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của các bác luôn. Sinh hoạt hàng ngày các bác sử dụng con này rất là tiện. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống bằng nhựa như này nhá. Đấy cũng giúp cho các bác ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó. Thì về nhà các bác có thể lắp vào chậu rửa mặt, chậu rửa bát, rồi nói chung là hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, các cái đường ống cống rãnh để các bác lắp vào xem, ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó. Và con này thì nó sẽ là nắp cống đồng. Đấy, nắp cống đồng này, con nắp cống đồng này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con nắp cống đồng như này. Còn nắp cống nhựa này thì giá chỉ có 15k thôi. Lên cho em là nắp cống nhựa giá sẽ là 15k nhá. 15k cho con nắp cống nhựa như này. Còn con nắp cống đồng này thì giá của nó sẽ là 50.000. Đó thì tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Từ ống cống thì có thể dùng qua van ngăn mùi hôi bằng đồng. Sản phẩm được thiết kế có một miệng để đóng mở. Kích cỡ lắp đặt thì từ 33mm đến cho 65mm thì anh chị mình hoàn toàn có thể lắp vừa cho những cái loại thoát sàn trong nhà tắm nhé. Khi có nước chảy vào miệng cống thì sẽ mở ra để cho thoát nước, còn khi hết nước thì nó sẽ đóng lại để ngăn mùi hôi cho anh chị em mình. Van ngăn mùi hôi bằng đồng hiện tại nhà em đang có giá bán là 54.000. Anh chị em mình quan tâm click vào giỏ hàng góc bên tay trái để đặt hàng nha. Họ bán 54.000, bên em bán chỉ có 50k thôi các bác nhá. Giá trị của cuộc sống này cũng nhà bạn có cái mùi hôi bốc lên từ dưới đúng không? Thì mình nghe giúp cái này các bác. Nhà bác nào? Nhà bác hỏi em. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Thì bên shop có hai loại, một loại là bằng đồng và một loại bằng nhựa nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Mẫu bằng đồng cũng có mà bằng nhựa cũng có cho các bác luôn. Đây. Con này thì nắp bằng nhựa này. Đấy, nắp bằng nhựa đây. Đó. Bằng nhựa thì giá của nó sẽ là 15.000 một chiếc thôi. Đó. Còn con bằng đồng thì giá của nó sẽ là 50.000. Đấy. Thế nên em có hai mẫu cho các bác lựa chọn luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy giày các bác nhá. Máy sấy giày đây sẽ là một con máy sấy như này. Con này của nó thì giá sẽ là 195.000 nhá. 195.000 cho con máy sấy giày như này các bác này. Đấy. 195k. Ở đây thì nó sẽ là một con máy cực kỳ hiện đại luôn các bác, chỉ cần đẩy cái này lên cho em này. Đẩy cái này lên cho em. Cắm trực tiếp điện 220V nhá. Đấy. Sau đó thì các bác vặn cái chiết áp này. Đấy, con này thì cái chiết áp này để giúp cho các bác là hiện giờ nhá. 30 phút này, 60 phút, 90 phút và 120 phút này. Đấy. Sau đó thì hết thì nó sẽ lại tự ngắt này. Đấy. Và các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em về mình sử dụng thôi. Đó, và về nhà các bác sấy giày thì mình chụp giày vào đây, hoặc là các bác ví dụ như là mình quần 195.000 các bác nhá, quần áo hoặc là nói chung là mũ nón các bác cứ chụp hết vào đây. Đấy. Mình gọi là gọi sấy giày thôi, các bác sấy cái gì cũng được, sấy quần, sấy áo cũng được, mùa nồm, mùa nước các bác có thể sấy quần áo cũng ok. Đó, giá thì sẽ là 200 điện 220V nhá, 50Hz. Và các bác lên cho em là máy sấy giày giá của nó sẽ là 195k nhá, 195k cho một con máy sấy giày như này. Hàng cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Hàng sử dụng điện 220V nhá. Đấy, rất dễ sử dụng và tiện ích các bác nhá. Lên cho em là máy sấy giày giá của nó sẽ là 195.000 cho một con máy sấy giày siêu tiện ích như này các bác nhá. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini. Giá thì đợt này về cho bác giá siêu tốt luôn, chỉ có cho các bác là 270 cành cho một con nồi cơm mini như này. Lên mã giúp cho em là nồi cơm mini nhá, hàng của thương hiệu Chigo của Nhật. Và con này thì nó sử dụng điện 220V, sử dụng điện 220V các bác nhá. Con này thì rất tiện ích luôn. Đó. Về nhà các bác có thể sử dụng để mình gọi là nấu cơm cho gia đình, đặc biệt là các bác nào mà có tí tuổi rồi, hai vợ chồng trẻ thì sử dụng con này nó rất là ok. Thứ nhất là giá cả hợp lý, thứ hai là nó nhỏ gọn tiện ích, các bác hai vợ chồng là ok, hoặc có thêm một đứa cháu nữa cũng được. Đấy, nó cũng rất là nhỏ gọn thôi. Thì nó sẽ là một cái cáp để các bác cắm dây nguồn này, và kèm thêm một cái môi nhỏ xinh này. Con này của nó thì các bác phải bê nhá, chứ không xách được đâu. Xách thì nó sẽ hơi khó xách. Cái nắp này chủ yếu là để mình cầm mở ra thôi nhá. Đấy. Giòn giếc của nó cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác một cái ô đong gạo này. Đấy.
hàng của thương hiệu Chigo, nồi của nó nhỏ nhưng mà cũng khá là dày dặn chắc chắn nhá. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 800ml, các bác cứ nấu khoảng một bò hơn bò gạo là ok. Đấy, 800ml các bác nhá. Mâm miếc của nó cực kỳ dày dặn và chắc chắn luôn. Đấy, nồi miếc của nó rất là dày dặn này. Đấy, hàng của nó thì khá là nhiều tem hướng dẫn các thứ luôn. Đấy, điện 220V, công suất của nó sẽ là 200W nhá, 200W. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Giá thì hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 270 cành. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng có thể kiểm tra. Đấy, nhận hàng kiểm tra thanh toán thôi em. Đó, hàng rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn. Giá thì khá hợp lý cho các bác luôn, một cái con nồi cơm như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bác. Dung tích của nó sẽ là mặc định của nhà sản xuất là 1.2L nhá, 1.2L. Đấy, 1.2L. Các bác nhá. Đó đây, dung tích của nó là 1.2L cả vỏ này. Đấy, công suất của nó sẽ là 220V và điện 220V và 200W, rất ngon lành. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Chỉ có cho các bác là đi một cái con nồi cơm như này, giá chỉ có cho các bác là 270.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nồi cơm mini nhá. Đấy, nồi cơm mini. Nồi cơm mini giá sẽ là 270k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 270.000 cho con nồi cơm mini bao ship tận nhà. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V và dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá. Dung tích của nó là 2 lít các bạn. Đây, điện 220V này. Công suất là 200W này. Đấy, điện của nó thì từ 110 đến 220V nhá, hàng của Nhật các bác nhá. Đó, từ 110 đến 220V. Dung tích của nó sẽ là 2 lít, chiều kích thước của nó sẽ là 26cm x 130 x 220 nhá. Đấy. Và dung tích của nó là 2 lít. Con này thì các bác lên xem là cặp lồng điện, giá thì chỉ có 180.000 thôi. Đây, nó sẽ là cái công tắc để các bác đóng ngắt này. Đấy, và đây thì khi các bác nhận được hàng thì con này nó sẽ có một cái quai sách này rất là tiện này. Các bác có thể mang đi công sở này, đi làm việc cũng được. Đấy. Ở đây thì bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái ô bằng inox như này. Bây giờ nếu các bác mua nguyên cái ô bằng inox như không như này thôi, đã cũng phải mất tầm khoảng 30-40.000 cho một cái ô inox như này thôi. Đấy, mà tổng của các bác có là đi 4 cái ô inox như này, 40.000 cái là 44-16-160 rồi. Đó, thế mà đây các bác mua được cả một cái cặp lồng điện đẹp như này. Đây là cái dây nguồn của nó nhá. Đấy, cả một cặp lồng điện đẹp như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng nó như là cái nồi cơm điện đấy các bạn. Nồi cơm điện là đế này thì nó sẽ là một cái mâm bằng nhôm để đun nấu nhá. Đấy, các bác cắm dây nguồn vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm trực tiếp điện 220 cũng được. Đấy, nó sẽ sử dụng điện 110 đến 220V và có 4 cái ô như này. Các bác cứ cho nước vào dưới, sau đó thì mình đun là nấu cơm, nấu nước hoặc là hấp, chiên, rán, xào, nấu đều được hết nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Nên mã giúp cho em là cặp lồng điện nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, không hề có lỗi lầm gì cả và sử dụng nó rất là hữu ích luôn. Ví dụ như là các bác buổi sáng mình soạn đồ ăn đi, soạn đồ ăn này. Đấy, một ô cơm này, một ô canh này, một ô thịt này, rồi nói chung là đầy đủ gia vị các thứ các bác cho vào đây cho em. Sau đó thì mình sử dụng đến cơ quan công sở hoặc là các bác đi làm thì mình chỉ cần cắm điện vào cho em là xong thôi. Cắm điện vào là nó sẽ giữ nóng cho các bác rất là tốt luôn. Hoặc các bác có thể nấu cơm trực tiếp được. Đấy, công suất của nó là 200W, điện 110 đến 220V. Đây. Đấy, rất tiện ích luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180k thôi. Lên cho em là cặp lồng điện nhá. Đấy, cặp lồng điện. Giá của nó sẽ là 180k. 180k cho con cặp lồng điện như này nhá, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khóa dây nhá. Các bác lên cho em là khóa dây. Đấy, lên cho em là khóa dây này. Bên shop thì luôn luôn để mặc định của nó sẽ là dãy số 0 như này nhá. Dãy số 0 như này. Đấy, còn khi các bác mở thì các bác có thể là khi các bác cài mật khẩu thì đây. Đấy, các bác xoay cái lẫy đi cho em này, có cái chiều mũi tên và chữ set này, các bác xoay chiều mũi tên này. Đấy, sau đó thì ví dụ như là em để mật khẩu là dãy số 1 này. Còn các bác sau khi để mật khẩu dãy số 1 này, các bác lại xoay trở lại cho em là xong. Đó, thì mật khẩu mới của em bây giờ sẽ là dãy số 1 nhá. Đấy, em chỉ cần đảo đi một số là không mở được rồi các bác này. Đấy, một số là không mở được rồi nhá. Đấy, em cho về dãy số 1 thì lại mở bình thường. Bây giờ em cài lại mật khẩu thì em lại xoay cái này đi này, xoay theo chiều kim đồng hồ này, em sẽ để về 0 này. Đó, sau đó thì em lại xoay trở lại thì mật khẩu vẫn là dãy số 0 như này. Thì xoay số 1 là không mở được. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20cm, các bác có thể dùng để khóa cổng, khóa cửa hoặc là dùng để mình khóa xe cũng rất là ok. Đấy, bây giờ ví dụ các bác muốn giữ trộm thì các bác có thể là khóa cái này vào cái vành xe cũng được. Đấy, có hơn không các bác nhá. Đấy, thì các bác chỉ cần khóa vào cho em là xong. Đó, và không cần phải chìa chiếc gì cả. Rất là tiện ích, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái khóa dây này thôi. Lên mã giúp cho em đó là khóa dây nhá. Đó,
khóa dây, giá của nó sẽ là 80k trên một em nhá. 80.000 cho một em khóa dây như này, rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì cầm cho anh đi. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái khóa chữ U nhá. Đấy thì con này nó cũng là cái dòng khóa không cần chìa nhá, không cần chìa. Đấy thì nó sẽ là một cái dạng như là hình chữ U như này. Cho nên bên em gọi là khóa chữ U cho nó tránh nhầm lẫn với cái khóa dây kia. Đó. Thì con này rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ mở này. Và khi các bác cài mật khẩu thì cũng rất đơn giản thôi. Bên shop vẫn để mặc định là dãy số 0 như này và có hai cái vạch trắng đây. Các bác xoay đi cho em theo chiều kim đồng hồ này, sau đó thì các bác để dãy số 9 này, xoay lại này thì mật khẩu mới của em bây giờ là dãy số 9, em để về một số 0 đã là không mở được rồi nhá. Cho về dãy số 9 sẽ là mở bình thường. Các bác xem kỹ cái cách sử dụng luôn, cách hướng dẫn sử dụng luôn để mình về biết cách mình cài đặt nó đỡ mất công. Đó, không các bác nhận hàng các bác lại hỏi là cài mật khẩu như nào rồi thế này thế nọ nó mất công. Đó, cứ xem kỹ video đi. Đơn hàng từ 200k trở lên bên em sẽ bao ship. Đó, bây giờ em lại cài lại mật khẩu thì em sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ như này. Đó, và em để là dãy số 0 nhá. Sau đó xoay trở lại thì mật khẩu của em vẫn là dãy số 0 mặc định như này. Đấy, lưu ý các bác là cài mật khẩu thì mình nhớ mật khẩu cho em để tránh việc cài xong rồi các bác lại hỏi là mật khẩu sao không được thì các bác cài các bác làm mất mật khẩu rồi thì chịu không nhá. Đó. Nên thì em là khóa chữ U, giá sẽ là 85.000. Đó. Khóa chữ U này. Con này thì các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa nhá. Khá là to luôn, khóa chữ U. Giá sẽ là 85k nhá, 85k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt RP7. Thì đợt này bên shop về cho bác một cái mẫu to gấp đôi nữa nhá. Đấy, mẫu to gấp đôi như đây. RP7 này sẽ có loại to và loại nhỏ nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Australia nhá. Đấy. Công dụng của nó thì nó sẽ là giúp khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đấy, nới lỏng dễ dàng các bộ phận đã bị rỉ sét này. Đấy. Làm ngưng tiếng kêu phát ra từ các cái vật liệu này và bảo vệ các loại kim lại chống rỉ sét ăn mòn nhá. Đấy, các bác cứ xịt trực tiếp lên các cái chỗ nào mà kêu cót két này, hoặc là nói chung là tất cả các như bên em đã hướng dẫn như ở trên. Đó, thì con này nó sẽ là hàng theo công nghệ của Australia nhá. Australia. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là RP7 to này, RP7 to nhá, RP7 to. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, còn con này thì nó sẽ là RP7 nhỏ này, RP7 nhỏ này. Giá của nó sẽ là 35.000, 35k. Đó. Tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Chai to này sẽ là 50k, còn chai nhỏ này sẽ là 35k. Đó. Con chai to này thì dung tích của nó sẽ là 493ml nhá. Còn con nhỏ này sẽ là 247ml. Đấy, một chai to chai nhỏ, các bác muốn lấy chai nào thì lấy tùy theo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là kéo tỉa inox hàng made in Japan nhá. Con này thì giá sẽ là 50k. Đấy, và chiều dài của nó sẽ là 20cm cho một con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, kéo tỉa cán của nó thì màu inox sáng bóng như này nhá. Con này thì các bác dùng chuyên dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm các thứ rất là ok cho em. Đó. Giá thì rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là nó sẽ có cái cao su để các bác khóa cái cán như này. Đấy, hàng made in Japan, nội địa của Nhật đây. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, made in Japan nhá, hàng từ vỏ đến lõi đều là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, made in Japan nhá. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox giá sẽ là 50k. Đó. Kéo tỉa inox này, kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k cho một em nhá. Bên em có cả cái cán nhựa thì giá sẽ là 40.000, cái cán nhựa đỏ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm nó là cái bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Đấy. Có con kích thước to dài nhất, to nhất sẽ là 35, 25, 30, 20 và 20, 15. Đó. Thì nó sẽ có ba kích thước với ba chiếc như vậy. Combo cho các bác là ba chiếc, giá thì đợt này sẽ về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Thớt xanh hết rồi đúng không? Thớt xanh hết rồi à? Các bác lên cho em là bộ 3 thớt kháng khuẩn nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Đấy. Bộ 3 thớt kháng khuẩn của Nhật bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này nhá. Đấy, đây. Bộ 3 thớt kháng khuẩn này, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, thớt kháng khuẩn 5D nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Các bác có thể dùng để mình thái rau này rồi thái thịt này, dùng là dùng đa di năng được hết luôn. Bộ 3 thớt kháng khuẩn, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. 60k cho bộ 3 thớt như này. Lên cho em là bộ 3 thớt nhá. Bộ 3 thớt giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho ba cái thớt như này. Con to nhất của nó thì nó sẽ là 35 nhá, 35 x 25. Con nhỡ này thì sẽ là 30 x 20 và con nhỏ nhất này thì sẽ là 20 nhân với lại 15. Đó, 20 x 15. Một bộ của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là ba chiếc như này nhá. Ba chiếc như này và giá thì sẽ là 60.000 cho ba chiếc thớt như này nhá, 60.000.
tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên cho em là ấm pha trà. Con này thì nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, ấm pha trà. Dung tích 1 lít, màu của nó sẽ là màu đen rất là đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, dày dẫn chắc chắn cho các bác. Đấy, bên trong thì nó sẽ có cái lưới lọc inox như này cực dày luôn, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê hoặc là pha các cái loại nước uống rất là ok. Bên trong của nó sẽ là inox 316 đây, su 316 này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ có chức năng giữ nhiệt cho các bác luôn nhá. Giữ nhiệt thì nó cũng là vừa phải thôi. Đấy, và các bác dùng để pha trà, pha cà phê rất là ngon. Giá thì chỉ có cho các bác là dung tích là 1 lít nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con ấm pha trà như này. Giá đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà này. Ấm pha trà giá sẽ là 110.000 nhá. Con này siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải đánh răng hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bán theo combo cho các bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là 3 cái, 4 cái. 4 cái là bằng 20.000. Đấy, 10 cái sẽ là bằng 40.000 nhá. Và 30 cái là một hộp này sẽ là bằng 110.000 nhá. 110.000. Siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc và đầy đủ màu mè. Màu mè cho các bác luôn nhá. Đấy, đầy đủ các màu như này. Combo cho các bác 4 chiếc là 20.000, 10 chiếc là 40.000 và 30 chiếc thì sẽ là 110.000 là một hộp. Đó, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Đầu bàn chải siêu mềm luôn, siêu mềm. Khi các bác đánh thì nó sẽ là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, Korea nhá. Và nó đang bán trong các cái hệ thống siêu thị của Việt Nam mình là 36.000 Việt Nam đồng. Đấy, và bên shop sẽ thanh lý được cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 20.000 bốn chiếc thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đó, và hàng về theo lô nhá, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, thì các bác mua cho các em là em bán từ 4 chiếc là bằng 20.000. Đấy, 10 chiếc sẽ là bằng 40.000 và 30 cái là sẽ là bằng 110.000 nhá, 110.000. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên các bác lên đã giúp cho em đó là viên giặt xả nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là bao gồm là 5 túi. 5 túi, mỗi túi 20 viên. Và giá thì chỉ có cho các bác là nếu các bác mua lẻ như này thì một túi này của nó sẽ là 20.000 nhá. 20.000, 20.000 cho một túi như này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình giặt xả quần áo rất là ok nhá. Cả giặt cả xả luôn. Đấy. Thì con này nó rất là nhiều chức năng trong một cái túi giặt xả như này nhá. Thứ nhất thì giúp cho các bác là tẩy trắng này. Đấy. Tẩy trắng này. Đấy, tẩy trắng này. Thứ hai là làm sạch này. Đấy, tẩy trắng làm sạch này. Và thứ ba là thơm nhá. Đấy. Nó sẽ có 3 chức năng. Đấy, tẩy trắng, làm sạch và thơm thì rất là ngon lành cho các bác luôn. Nó sẽ là thuộc cái dạng gel như này thì các bác về các bác chỉ việc là ném trực tiếp vào quần áo là xong. Các bác cho em từ 3 đến 5 viên tùy theo lượng quần áo nhé. Tùy theo lượng quần áo. Một hộp này của nó thì sẽ là 5 bịch. 5 bịch thì sẽ là 80.000 nhé. Mua lẻ thì sẽ là 20.000 trên một bịch nhé. 20.000 trên một bịch. Đó, 20.000 một bịch nhé. Còn lại là mua cả hộp như này thì cả hộp là 5 bịch nhé. Cả hộp 5 bịch giá thì chỉ có 80.000 thôi. 5 bịch 80.000 cho một hộp như này nhé. 80.000 cho cả hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này nó là hộp đựng gạo nhá. Đấy, các bác lên cho em là thùng gạo. Đấy, cái thùng này để các bác đựng gạo. Con này thì nó sẽ là đựng được 10 kg gạo các bác. 10 kg gạo trong cái thùng như này. Hàng thì khá là dày dẫn chắc chắn của thương hiệu Hokiro nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương công ty Việt Nhật nhá. Công ty Việt Nhật. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật. Hàng của thương hiệu Hokori. Đó, Hokori như này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng này. Đấy, một cái thùng như này. Và một cái âu để các bác đựng gạo này. Âu đựng gạo thì mình chỉ cần là cho gạo vào, sau đó thì mình nhấp như này. Nhấp như này là gạo nó sẽ tụt xuống nhá. Ở đây thì con này nó sẽ đựng yến gạo. Khi các bác nhấp như này thì cái lỗ này sẽ mở này. Và ưu điểm của dòng này thì nó sẽ là mình sẽ ăn được từ gạo cũ đến gạo mới. Kể cả các bác còn 1-2 bò gạo cũ các bác cứ đổ lên chốc. Đấy, thì mình lấy từ dưới lấy lên. Lấy từ dưới lấy lên thì bao giờ nó cũng gạo cũ nó sẽ chảy trước. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá của nó sẽ là chờ mấy phút nữa em. Giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. Đấy, 180.000 cho một cái thùng đựng gạo như này. Giá sẽ là 180.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là thùng gạo nhá. Thùng gạo 10 cân này, thùng gạo 10 cân. Đựng được 10 kg gạo, giá sẽ là 180.000 nhá.
180k. Đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó. Và đây, mình xin recommend cho mọi người một em thùng đựng gạo xinh xắn của nhà Hokori Việt Nhật. Kiểu dáng đơn giản, đẹp mắt, khiến cho không gian nhà bếp của bạn trở nên gọn gàng hơn. Chất liệu nhựa BB nguyên sinh, an toàn, bền bỉ và rất chắc chắn. Nhìn em này nhỏ gọn vậy thôi, nhưng sức chứa lên đến 10kg đó nha. Mình thích nhất em này ở điểm có nút nhấn, để lấy được đủ lượng gạo mình muốn mà không cần phải mở nắp. Chiếc ca này ngoài lấy gạo ra thì còn dùng để vo gạo nữa. Nắp đậy siêu kín, tránh được những em tiểu đường và mối mọt khỏi gạo nhà bạn. Còn chờ chiều gì mà không chốt đơn ngay một em này về nhà của bạn. Rồi, ok. Hello các bác, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng. Các bác cứ xem và mua đơn hàng đủ từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái sạc dự phòng A nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác có thể nhận hàng, kiểm tra thanh toán hàng của thương hiệu Takasio, Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Ngoài ra thì về nhà các bác có thể cắm cái chân USB hoặc là máy tính này. Và nó sẽ có 3 đường sạc ra này. Một đầu Type-C, một đầu Samsung và một đầu cho iPhone này. Đây, đấy, chân Type-C này. Cắm vào cái là có luôn các bác nhá. Đấy, báo sạc cho các bác luôn. Đây, đấy. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 260.000 cho một con sạc dự phòng A như này. Lên cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá sẽ là 260k. Đấy. Con này thì dung lượng pin của nó sẽ là 20.000 mAh, công suất của nó là 10W nhá. Đó. Và đây là các cái thông số của nó này. Đó. Giá thì con này có báo pin luôn và nó sẽ có cả một con đèn pin đây. Có là cả một cái đèn pha như này. Đấy, các bác có thể dùng cái đèn pha như này rất là sáng các bác này. Đó, đây. Cần tắt bật ở đây các bác nhá. Hoặc các bác có thể dùng dây mình cắm trực tiếp vào những cái phần này rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là sạc dự phòng A nhé. Sạc dự phòng A. Giá sẽ là 260k. Đó. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A này. Sạc dự phòng này. Sạc dự phòng A. Giá sẽ là 260k nhé. 260.000 cho con sạc dự phòng A như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sạc của thương hiệu Samsung nhé. Hàng của thương hiệu Samsung. Đây. Samsung các bác này. Đó. Và con này thì giá của nó cũng rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Con này dung lượng pin của nó sẽ là 10.000 mAh nhé. 10.000 mAh. Đây em sẽ khui ra cho các bác xem. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng Samsung nhé. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Samsung các bác. Hàng của thương hiệu Samsung. Con này thì công suất của nó sẽ là 10.000 mAh nhé. Hàng của thương hiệu Samsung này. Đấy, 10.000 mAh. Con này thì nó sẽ chỉ có cho các bác kèm một cái cáp sạc thôi. Kèm một cái cáp sạc. Các bạn về thì các bác có thể cắm cái cáp sạc này để các bác cắm sạc vào. Còn sạc ra thì các bác có thể sử dụng các cái chân đầu sạc ra của mình. Nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con sạc dự phòng của Samsung như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là sạc dự phòng của Samsung. Con này thì dung lượng pin của nó là 10.000 mAh. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Cầm nặng kỳ trịch nhá. Rất chất lượng các bạn. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, đầu nguồn của nó đây các bác nhá. Đấy, phím nguồn này. Có báo pin mới cho các bác đầy đủ luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ là pin báo pin các bác này. Đấy, báo pin. Đầy áp 4 viên pin cho các bác luôn nhá. Đó thì về nhà các bác có thể sử dụng trực tiếp. Rất là tiện ích và giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Một con sạc dự phòng của Samsung như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180k cho em sạc dự phòng của Samsung này. Các bác lên cho em là sạc dự phòng Samsung nhá. Đấy. Lên cho em là sạc dự phòng Samsung. Đó. Sạc dự phòng Samsung nhá. Sạc dự phòng này. Đấy, sạc dự phòng Samsung nhá. Đó. Samsung này. Đó. Samsung giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho em sạc dự phòng Samsung này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc ngân hàng nhá. Sạc ngân hàng. Con này của nó thì nó cũng là hàng của Nhật và dung lượng pin của nó sẽ là 10.000 mAh à 20.000 mAh nhá. 20.000 mAh. Cũng có đèn báo này, có báo pin và có đèn sáng các này. Đấy, có báo pin, có đèn sáng luôn, rất là tiện. Và cũng có cho các bác là giống như con sạc dự phòng A, cũng có 3 cổng này, 3 cổng sạc ra này và một cái chân như này để sạc vào này. Con này thì rất là tiện luôn, các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm rất là tiện và cắm trực tiếp vào điện thoại luôn, không cần phải dây dợ lằng ngoằng nữa, rất tiện ích cho các bác luôn. Có đèn pin để chiếu sáng này, các bác có thể đi ngoài trời này, đi ban đêm này, rất tiện. Lên mã giúp cho em đó là sạc ngân hàng nhé. Sạc ngân hàng.
Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con sạc ngân hàng này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là sạc ngân hàng nhá. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một con sạc ngân hàng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là sạc ngân hàng. Giá sẽ là 170k. Con này đang bán 200 thanh lý nốt cho các bác, giá còn 170.000 nhá. Đó, sạc ngân hàng này. Sạc ngân hàng, giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k cho con sạc ngân hàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Các bác lên cho em đồng hồ nhiệt kế. Con này thì có kèm pin cho các bác luôn và nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình xem giờ này, cập nhật nhiệt độ, độ ẩm rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, về nhà thì nó sẽ có cho các bác một cái lớp màng bảo vệ cái màn hình ở đằng trước, thì các bác bóc qua cho em nhá. Bóc cái màng này ra cho em. Đó. Thì khi các bác muốn cài đặt giờ thì lưu ý các bác là các bác cứ 12 giờ trưa các bác lắp vào cho em. Đây. Đấy, 12 giờ trưa các bác này. Nhiệt độ là 29,5 độ C và độ ẩm là 85%. Đó, và có cái lẫy như này các bác dùng nó rất là tiện. Thì lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy. Thì có kèm sẵn pin cho các bác rồi, về nhà các bác dùng hết thì mình thay pin. Đó, và có chân để bàn như này thì các bác có thể để bàn rất là tiện này. Mặt của nó là mặt số điện tử sáng bóng đẹp dễ nhìn. Đấy, số to. Đồng hồ của nó là 10, các bác cứ lắp vào cho em 12 giờ trưa là nó sẽ nảy 12 giờ. Thì các bác không phải mất công cài đặt giờ giấc nữa. Cứ 12 giờ trưa các bác lắp vào cho em là y như rằng là nó sẽ báo 12 giờ. Đấy, và như thế là nó chạy thôi. Rất là tiện nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Đồng hồ nhiệt kế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k. Các bác lên cho là đồng hồ nhiệt kế này. Đó, đồng hồ nhiệt kế. Giá của nó sẽ là 90k một chiếc nhá. 90k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này. Có sẵn pin cho các bác luôn. Đấy, 12 giờ 1 phút này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái con đồng hồ LED nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ LED. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đồng hồ cũng khá là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Thì con này về nhà các bác có thể cắm trực tiếp như này, hoặc là sử dụng pin con thỏ nhỏ nhá, hoặc cắm trực tiếp, nó sẽ có dây kèm dây như này. Về nhà các bác cắm một cái ổ cắm một cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Nó rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 140.000 nhá, 140.000 cho một con đồng hồ LED để bàn như này. Đấy, đồng hồ LED để bàn rất là đẹp luôn. Khi bật lên thì nó sẽ có cho các bác là cập nhật nhiệt độ này, rồi có báo giờ như này, rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em là đồng hồ LED. Giá của nó sẽ là đồng hồ LED, giá sẽ là 140.000 nhá. Đồng hồ LED này, giá sẽ là 140k cho một con đồng hồ LED như này. 140 cành các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nhang chầm đốt nhá. Lên mã giúp cho em là nhang chầm đốt. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng nhang được sản xuất từ chầm gỗ tự nhiên nhá, gỗ chầm tự nhiên. Đấy, nó sẽ rất là thơm luôn. Dòng này của nó thì phải nói là siêu thơm luôn nhá, siêu thơm luôn. Đó, rất thơm các bác nhá, rất thơm luôn. Đấy, thì ở đây thì nó sẽ là một cái dòng nhang chầm như này. Nhang chầm như này các bác này. Đấy. Rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, rất là thơm các bác. Ở đây thì nó sẽ là một vòng này của nó thì các bác có thể thắp liên tục từ 2 đến 4 tiếng tùy theo cái khu vực nào mà ít gió, càng ít gió thì nó sẽ cháy rất là chậm luôn. Và mùi hương thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, được chiết xuất từ chầm gỗ tự nhiên, rất thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một hộp nhang chầm đốt như này. Lên mã giúp cho em đó là nhang chầm đốt nhá, nhang chầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k một hộp, bao gồm 100 vòng luôn. Nhang chầm đốt này, nó rất rẻ các bạn, nhang chầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp nhang chầm đốt các bạn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô. Con này thì các bác dùng để mình sử dụng để mình đấu vào áp quy 12V nhá. Các bác có thể đấu trực tiếp vào áp quy 12V. Thì khi đấu thì các bác lưu ý cho em là cái phần dương này là phần tròn và phần âm là bên ngoài nhá. Đấy, thì âm là cái phần cong bên ngoài, còn dương là cái phần đầu tròn như này. Hoặc các bác có thể cắm trực tiếp vào tẩu ô tô để mình sử dụng nhá. Cắm trực tiếp vào tẩu ô tô cho em để mình sử dụng. Có thể xoay 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ được luôn. Đấy, để điều chỉnh này, làm quạt mát này, và các bác có thể dùng để trực tiếp trên ô tô này, hoặc là cắm vào đấu vào trong cái áp quy 12V để mình sử dụng, nó cũng rất là tiện. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Đó, quạt ô tô. Giá sẽ là 130k cho một con quạt ô tô như này nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái eto kẹp nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là eto kẹp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 180.000 cho một con eto kẹp như này thôi. Đó. 180k các bác nhá. Nó sẽ là một con eto như này. Dòng này thì rất là tiện ích để cho các bác có thể sử dụng để mình làm đồ kim khí này, làm nghề làm thợ hoặc là sửa chữa đồ kim khí. Cái này phần này để kẹp này. Đấy.
Và cái phần này để các bác kẹp nguyên vật liệu vào đây. Đấy, kẹp nguyên vật liệu vào đây rất là tiện các bạn này. Kẹp nguyên vật liệu vào đây rất là tiện các bác. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái eto kẹp rất là dày dẫn chắc chắn. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá. Đấy, bằng thép cứng. Các bác có thể dùng để mình kẹp này, gõ gạc các thứ thoải mái cho em luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một con eto kẹp như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 trong con eto kẹp này thôi nhá. 180k, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là eto kẹp, giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, lên cho em là eto kẹp này, giá sẽ là 180k. Đó. Eto kẹp nhá. Đấy, eto kẹp. Giá của nó sẽ là 180k cho con eto kẹp như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đấy, là sẽ là một con đồng hồ như này. Dây của nó thì sẽ là bằng dây cao su và có một cái đốc sạc như này nhá. Một cái đốc sạc này về nhà các bác đặt vào cái đốc sạc này mà cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Đó, và đây nó sẽ có cho các bác là cái dây như này. Về nhà các bác lắp dây thì rất là đơn giản thôi. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em là xong này. Đó, rất ngon lành các bác nhá. Đó, rất là ngon lành, cành đào luôn. Đó, lắp dây thì các bác lắp vào cái đầu này cho em. Nó sẽ là một con đồng hồ rất là ngon. Và nó thân của nó đều bằng hợp kim hết nhá. Và nó là dòng đồng hồ điện tử. Con này thì bên em gửi đến cho các bác là 100% là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Hàng thì bên em sẽ bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Hàng gửi đến tay các bác là 100% là hết pin hết nhá. Về nhà thì các bác nhận hàng thì các bác sạc pin vào cho em. Đây, đeo vào thì rất là đẹp luôn các bác này. Rất vừa và quân sinh luôn, nam nữ trai gái đều đeo được hết nhá. Và con này của nó thì nó có rất là nhiều tính năng các bác nhá. Đấy, có tính năng là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi nghe nhạc, rồi đo bước chạy, nói chung là đa di năng hết này. Đây em sẽ đo nhịp tim cho các bác xem nhá. Rất nhiều chức năng luôn này. Cài đặt này, nghe nhạc này, rồi nói chung là rất là nhiều chức năng cho một con đồng hồ như này. Đấy, và nó bằng cảm ứng, dùng rất là thích nhá. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là đi 170.000 cho một con đồng hồ T8 này thôi. Đây em sẽ đo nhịp tim cho các bác xem nhá. Có đo nhịp tim, đo huyết áp, có máy tính cộng trừ nhân chia, đo bước chạy đầy đủ cho bác luôn. Đây, em sẽ đo nhịp tim cho các bác xem này. Rất tiện mà, dùng con này thì rất là sướng. Đó, các bác có thể dùng thoải mái luôn. Đấy, đo nhịp tim, đo huyết áp, đo bước chạy rồi đây. Đấy, nhịp tim của em là 75 các bác này. 75 đây, 75 BPM các bác này. Đó, rồi cái đồng hồ này thì nó cũng có khá là nhiều các cái hiệu ứng khác nhau nhá. Đấy, có khá là nhiều cái hiệu ứng khác nhau. Thì các bác có thể để hiệu ứng giờ như này. Đấy, có thấy không? Đấy nhá, 1 này. Đấy, 2 này. Đấy, 3 này. Đấy, 4 này. Đấy, 5 này. Đấy, 6 này. Đấy. Và các bác có thể cài đặt theo cái kiểu là mình cài đặt cả hình ảnh vào đây được luôn, hình nền của mình vào đây được luôn. Rất là đẹp, tiện ích. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8, giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đồng hồ T8 nhá, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ la bàn nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con đồng hồ kèm la bàn như này. Một con đồng hồ cực kỳ tiện ích và kèm cho các bác một cái la bàn như này các bác này. Đấy, kèm một cái la bàn như này. Đấy, con này thì thứ nhất là đồng hồ này, thứ hai là có la bàn này. Có la bàn này, thứ ba là có khui bia này, thứ tư là có móc khóa này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 cho một con đồng hồ la bàn như này, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, thứ nhất đồng hồ, thứ hai la bàn này, thứ ba là móc khóa này. Đấy, thứ năm là khui bia này. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Và thứ năm là bật lửa này. Bật lửa thì các bác dùng này cho em để bật lửa này. Đấy. Thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Cái này nó chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Năm chức năng trong con đồng hồ như này. Đấy, có cả kèm cho các bác dây đeo này luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ la bàn, giá sẽ là 130.000. Đồng hồ la bàn nhá. Giá sẽ là 130k. Và về nhà các bác tự bơm ga nhá. Tự bơm ga. Đó. Về nhà các bác tự đi bơm ga vào cho em nhá. Đấy, giá sẽ là 130.000. Vừa làm đồng hồ vừa la bàn, rồi các bác về tự bơm ga vào cho em, sử dụng rất là tiện ích luôn. Đó. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tăm thông minh nhá. Các bác lên cho em là hộp tăm thông minh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là bao tiền cái hộp tăm này nhỉ? 15.000 cho một cái hộp tăm như này nhá. Lên cho em là hộp tăm thông minh. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem nên mua đủ các món chỉ từ 200.000 trở lên thôi là bên em sẽ bao ship rồi.
Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần tháo cái lẫy này ra cho em này, sau đó thì bỏ tăm vào đây. Và khi mình ấn này thì cái này nó sẽ có cái trách nhiệm là đẩy cái tăm lên cho các bác. Nó rất là đẹp, tiện ích và dễ sử dụng đấy. Và nó rất là gọn nhá, màu sắc cũng rất là trang nhã và đẹp. Các bác cứ nhấp này thôi, nhấp này là cái tăm nó sẽ đẩy lên cho các bác nhá. Đấy, lên cho em là hộp tăm thông minh. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k cho một chiếc như này, 15k trong cái hộp tăm thông minh này thôi nhá. Để các bác về mình sử dụng trong gia đình nhà mình rất là tiện và hợp lý, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là hộp tăm thông minh. Hộp tăm thông minh này. Hộp tăm thông minh giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc hộp tăm thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái van xả nước nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là van một đầu và một mẫu là van hai đầu. Đây. Con này thì van một đầu này, van xả một đầu. Giá sẽ là 55.000 một chiếc nhá. Đây, 55.000 cho một chiếc van xả một đầu như này. Đó. Con này sẽ là 55k nhá. Lên cho em là van xả một đầu, hàng bằng inox 304. Đó, không bắt nam châm, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Van xả một đầu giá sẽ là 55k nhá, 55k một chiếc này. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác cái van xả hai đầu này. Con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đó, van xả một đầu, van xả hai đầu. Đó. Hoặc là vòi xả một đầu, vòi xả hai đầu cũng vậy thôi. Đó, nó sẽ có hai đường nước như này. Chất liệu của nó bằng inox 304 nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Đó, giá rất hợp lý cho các bác nhá. Thì các bác có nhu cầu mua thì có thể liên hệ. Đó, đơn hàng thì các bác cứ cân nhắc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Tất cả đều có gen xoáy này hết nhá. Đấy, cái này các bác này, có gen xoáy như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có gen xoáy hết, rất tiện ích các bác nhá. Về nhà các bác chỉ việc là xoáy ra để các kết nối với các cái đầu dây khác cũng rất là ok. Và cái giá thì khá là hợp lý cho các bác rồi. Van xả hai đầu là 75.000 và con van xả một đầu này thì giá của nó chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một chiếc thôi nhá. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn các bác có thể mua để sử dụng. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút bụi ống nhá. Có lên theo là hút bụi ống. Có kèm cho các bác là cáp sạc này và một con hút bụi như này. Đầy đủ các cái nguồn dây để kết nối luôn. Và con này thì chạy cực kỳ là khỏe các bạn. Đây, chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy các bác xem một con điện thoại nặng 2 lạng nha, mà nó còn hút được các bác này. Đấy, coi theo. Đấy. Đây. Đấy, con điện thoại này của em thì nó phải nặng khoảng 2 lạng rưỡi nhá. Rất là nặng luôn mà nó hút rất là ngon thôi đây. Đấy. Hút cực kỳ là khỏe luôn. Có kèm cho các bác là các cái đầu kết nối rồi đầu vòi hút các thứ đầy đủ các bác này. Đấy. Rồi có cho các bác là cáp để các bác cắm vào cái sạc máy tính hoặc củ sạc điện thoại luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, 260k bao ship đến tận nhà. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, công suất của nó là 120W nhá, 120W. Lên mã giúp cho em đó là hút bụi ống nhá. Đấy, hút bụi ống này. Đó. Hút bụi ống này. Hút bụi ống giá sẽ là 260k, 260.000 cho con hút bụi ống như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp. Thì con này của bên em về thì nó chỉ có cho các bác là sen và dây thôi, không có giá đỡ nhá, không có giá đỡ đâu. Giá sẽ là 100.000 cho con sen quạt tăng áp như này. 100k nhá. Con này thì giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Ở đây thì có cái lõi lọc than hoạt tính nhá, lõi lọc than hoạt tính này. Về nhà các bác xoáy kết nối vào cho em và nó có cái lõi lọc như này rất là tiện, dùng thì cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đó. Có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đấy, và không có giá đỡ nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp này, sen quạt tăng áp. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k. Đấy. Không có giá đỡ nhá, không có giá đỡ. Đó. Cái này thì không có giá đỡ đâu các nhá. Đấy, về nhà các bác tự mua cái giá đỡ hoặc là nhà có sẵn thì các bác dùng. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bình ga mini nhá. Đấy, à bếp ga mini, có lên cho em là bếp ga mini. Giá thì chỉ có 100k trong con bếp ga mini như này thôi. Giá siêu hoạt rẻ luôn, các bác có thể dùng đi du lịch, đi chơi, đi phượt. Rồi các bác dùng để mình ở nhà phòng trọ các thứ hoặc là nhà ăn lẩu, ăn nước cũng được. Hết, đều được hết, giá rất hợp lý. Các bác về thì mở cho em cái chân này ra này. Đấy, mở cái chân này ra, chân này của nó thì cực kỳ là vững chãi luôn. Đó, tiếp theo thì mở cái miệng này ra. Đây. Đấy, nó sẽ là như này. Con này đặt của nó rất là chắc các bác nhá, rất là chắc chắn luôn, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng và chắc chắn. Và cái phần kết nối ga này đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết cho nên là cực kỳ an toàn. Đó, và có hệ thống đánh lửa tự động, đánh lửa tự động rồi thì các bác chỉ về chỉ việc là lắp bình ga mini vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, quá là hạt rẻ luôn các bạn. Đấy. Thì con bình ga mini, bếp ga mini này các bác nên mua để mình bỏ trên xe này, đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi làm hoặc là học sinh sinh viên.
học sinh sinh viên các bác ở phòng trọ mà chưa có điều kiện để mua các cái bếp ga to thì các bác có thể sơ cua dùng tạm con này cũng rất là ok. Lên cho em đó là bếp ga mini, giá của nó sẽ là bếp ga mini, giá của nó sẽ là 100k nhé, 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia tẩu thuốc nhá. Đấy, các bác lên cho em là tẩu thuốc, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con tẩu thuốc như này thôi. Đó, nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu đồng nhá. Màu vàng, màu đồng thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên, hoặc là các bác lấy màu nào thì các bác nhắc trước cho bên em. Đó, nó sẽ có hai màu là màu vàng và màu đồng. Đây nó sẽ là màu đồng này. Chất liệu của nó thì cái đầu tẩu thuốc này nó sẽ là bằng hợp kim, còn cái này thì nó có thể là bằng một cái chất liệu nhựa gì đó các bác nhé. Nhưng mà nó rất là đẹp và chắc chắn. Đó, và có hai màu đây, có màu vàng và màu đồng như này, màu vàng và màu đồng như này, thì các bác có thể dùng để hút thuốc lào, thuốc lá này, hoặc là mình để trưng bày cũng rất là đẹp, hoặc là làm gọi là trang trí đề co. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp em là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc giá sẽ là 80.000, thì các bác về mình có thể mình dùng tùy theo, hoặc các bác mình đi đi làm mà cần hút thuốc lào nó cũng rất là tiện, cái này dùng để hút thuốc lào cũng được, nó rất là tiện luôn. Đó, lên cho em là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc giá sẽ là 80k. Đó, tẩu thuốc giá sẽ là 80k cho một cái bộ tẩu thuốc như này, có hai màu, màu vàng và màu đồng nhá. Đây, màu vàng và màu đồng, các bác lấy muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, nó sẽ có hai màu cho các bác lựa chọn luôn. Đấy, màu vàng và màu đồng như này nhá, màu vàng và màu đồng thì các bác muốn lấy cái màu nào cũng được thôi. Đó, thì lấy màu nào thì các bác lên đúng màu cho em, còn không thì các bác cứ bảo cho tôi cái tẩu thuốc thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên. Đây, đấy, màu vàng và màu đồng như này. Đó, rất đẹp các bác. Đấy, rất đẹp luôn, hoa văn, hoa lá cành rất là đẹp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia massage. Các bác lên cho em là massage 3D nhá, massage 3D. Đó. Thì con này nó dùng bằng tay thôi chứ không phải dùng bằng máy đâu nhá, dùng bằng tay thôi. Massage 3D bằng tay này, giá chỉ có 50.000 thôi. Đây, các bác dùng để mình massage như này. Đấy, kéo như này các bác xem cái bắp thịt nó luân chuyển này. Đấy, thì dùng để các bác massage rất là tốt luôn. Đấy, các bác bị đau mỏi cổ, đau mỏi vai kháy, đau bắp tay, bắp chân, các bác dùng để massage cho em đây. Đấy, đây, cổ, vai, gáy, rồi nói chung là đầy đủ các vị trí này. Đấy, ngực này, đó. Lên cho em là massage 3D nhá, massage 3D. Giá sẽ là 50k, bằng 50k cho một con massage 3D như này thôi. Giá chỉ có 50.000 một chiếc thôi nhá, giá rất hợp lý luôn các bạn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm tuốt dây nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là kìm tuốt dây nhá, giá của nó sẽ là 95.000 cho một con kìm tuốt dây như này. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác về xả thêm cái lẫy này ra này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng, nó sẽ có lò xo đẩy ở bên trong luôn, rất là tiện nhá. Các bác cứ bóp là nó sẽ vào thôi. Con này thì chức năng là tuốt dây bấm cốt này, rồi các bác có thể tách cái dây điện ra làm đôi ở bên này và tách ra làm tư ở bên này nhá. Đấy, rồi luồn dây, rồi bấm cốt này. Cốt của nó sẽ là từ 0.8 đến 3.2mm này các bác nhá. Hàng này thì của nó sẽ là một cái dòng hàng của Nhật và xuất sang Mỹ nhá. Hàng của Nhật xuất Mỹ, cho nên là các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Hàng chất lượng cho các bác luôn, dày dẫn chắc chắn. Chuyên dùng để tuốt dây điện, con này rất là thích. Đấy, các bác nên mua. Con này thì rất là thích luôn. Hàng của Mỹ các bác này. Đấy, USA nhá. USA này. Hàng Nhật xuất Mỹ nhá. Giá thì chỉ có bác cho các bác là 95k thôi, 95k. Lên cho em là kìm tuốt dây nhá. Đấy, kìm tuốt dây, con này thì chuyên để tuốt dây thôi. Kìm tuốt dây, giá sẽ là 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái bình tông nhá. Đấy, bình tông. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít các bạn. Đấy, dung tích của nó là 2 lít. Và có một cái bao da như này để các bác đựng này. Đấy, đeo đi đi học, đi làm, đi du lịch, hoặc anh em đi nhậu nhẹt cũng rất là ok nhá. Bình tông 2 lít như này. Bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá, hàng của Nga các bạn này. Đấy, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đựng trong một cái bao da như này, giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, các bác có thể đựng nước, đựng rượu, rồi đựng linh tinh được hết nhá. Đó, thì mang điều đồ nhậu, đồ nhức, nắp xiếc của nó là đều là hàng liền hết. Khi các bác sử dụng thì không lo bị mất nắp nhá. Đây, nó sẽ có cái quai như này các bác này. Hàng thì bằng inox 304, nắp có do. Các bác mang nước đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, có quai đeo như này rất là tiện, đi nhậu đi nhức, anh em đi nhậu thì cực kỳ là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông giá sẽ là 130.000 một chiếc thôi. Đấy. 130k cho một chiếc bình tông như này. Đấy, lên cho em là bình tông nhá. Bình tông giá của nó sẽ là 130k cho một con bình tông. Dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá, 2 lít. Đó. Dung tích của nó là 2 lít cho một con bình tông như này. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhá. Con này nó sẽ là một cái dòng ủng để các bác dùng để mình sử dụng khi mà trời mưa này. Đấy.
thì các bác đi vào và qua cái đôi giày của mình luôn. Đấy, giày dép các thứ là các bác đi vừa hết, tại vì nó là cái cỡ to chuyên sản xuất để bảo vệ cho giày dép. Thì ví dụ như là giày mưa thì các bác đi trên xe máy này hoặc đi ô tô này, thì các bác đi qua những cái chỗ lội thì các bác sử dụng con này cho em. Dùng xong thì mình lại cất đi cho em, nó rất là tiện, bỏ vào trong cốp xe. Đấy, ví dụ anh em đi ô xe máy mà giày mưa mà muốn bảo vệ những cái đôi giày của mình nó khỏi bị mưa bị ướt thì các bác đi cái này vào cho em, sau đó thì mình mặc quần áo mưa và nó sẽ chùm qua bên ngoài nha, rất là tiện luôn. Đây mã giúp cho em đó là ủng đi mưa. Giá của nó sẽ là ủng đi mưa. Đó. Con này bao nhiêu nhỉ? Ủng đi mưa bao nhiêu nhỉ? Ủng đi mưa giá 100 nghìn nhá. Đấy, 100k. Đó, trước là 120 nghìn, đợt này về cho bác giá chỉ còn 100k cho con ủng đi mưa như này. Đó. Được rồi. Chắp vá vớ bản ngựa. Ui ngon, đế cao su là thích rồi, không lo chân trượt, đã thế còn bền bỉ, cân mọi cung đường, sỏi đá ma không xa thùng rách. Phần ống được làm từ nhựa PVC chống nước, sờ còn dày hơn áo mưa của tôi. Độ bền cực cao, giật thoải mái mà không hề xi nhê. Cũng dễ, mở, xỏ, kéo khóa và đóng khuy, thế là xong. Kín như bưng từ bàn chân đến bắp chân. Đấy là tôi cao, còn mấy bạn lùn lùn có mà đến đầu gối. Test độ chống nước, tất nhiên là trong phần bảo vệ của ủng. Nếu các bạn test sâu hơn thì vì các bạn cao quá tôi không đỗ được. Nhú nhảy thoải mái đấy. Rồi, ra xem nhá. Ui giời, giày vỡ khô cong này. Uy tín. À, tôi biết vì sao cái ủng này dày rồi, vì nó là ủng hai lớp. Nó còn một lớp nữa ở sau khóa kéo này, tránh thấm nước qua khóa. Chất liệu vải bạt đi mưa rất dễ vệ sinh, đi bẩn về tạt nước tí là sạch. Sạch phòng, đã thế còn mềm dẻo, rất dễ gấp gọn. Tôi gấp thêm phát nữa, nhét được cả vào túi này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì chỉ có 100 nghìn cho cái bộ ủng đi mưa thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái pin 18650 nhá, pin 16850. Chất liệu của nó là pin li-ion các bạn này. Đấy, pin 18650 6800 mAh, pin li-ion 3.7V. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một viên pin như này. Pin của nó là pin hãng nhá. Đấy, Ultra Fira các bạn này, Fira. Đó. Pin cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 30k cho một con pin như này các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30 nghìn nhá. 30k trên một viên. Đó. Pin 18650 này. Đó. Lên cho em là pin này. Pin 18650, giá sẽ là 30k một viên nhá. 30k trên một viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái túi nam nhá. Túi nam thì đây nó sẽ là một con túi như này. Con này thì cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình đi học, đi làm, đi du lịch, cái thứ cũng rất là ok. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, một con túi như này các bác này. Đấy. Đi học, đi làm, đi du lịch. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Chất liệu của nó sẽ là hàng vải chống nước nhá, vải chống nước cho các bác luôn. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Đấy, quai đeo, quai sách đàng hoàng các bác này. Đấy, có quai đeo như này. Dây các bác có thể tăng giảm này. Và khi cho hàng vào thì nó sẽ là rộng khoảng 10cm như này nhá. Đấy, cái bề rộng của nó rất là lớn. Và nó sẽ có một ngăn ở đằng trước này. Đấy, một ngăn nhỏ đằng trước, tiếp theo một ngăn nữa là hai ngăn này. Và bên trong thì là một ngăn to, thêm một ngăn phụ nữa này. Đấy, và một ngăn ở đằng sau này nữa này. Đấy, một ngăn đằng sau này nữa. Hàng chống nước nhá. Đấy, vải chống nước cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 110 nghìn thôi. 110 nghìn cho một con túi như này. Hàng rất chất lượng và giá thì lại khá là hợp lý để cho các bác có thể mua để sử dụng, hoặc là mua đi học, đi làm, hoặc là làm quà cũng khá là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam nhá. Túi nam. Giá sẽ là 110 nghìn cho một chiếc túi nam như này. Đó. Lên cho em là túi nam này. Túi nam, giá của nó sẽ là 110k nhé. 110k thì cái mã túi nam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái găng tay làm vườn nhé. Lên cho em là găng tay lao động. Găng tay lao động đây. Đấy, thì con này nó sẽ là một cái dòng găng tay cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một bịch như này là 12 đôi là 70 nghìn. Còn mua lẻ thì bán từ 5 đôi trở lên nhé, 5 đôi là 40 nghìn. Đó. Khi các bác đeo vào thì cực kỳ là ôm tay luôn. Có các hạt cao su chống trơn trượt. Hàng của nó sẽ là hàng dệt 4D nhá. Hàng dệt 4D cực kỳ là êm, thoáng mát, ôm tay và rất là vừa vặn luôn. Tay to tay nhỏ đều vừa hết, tại vì cái độ co giãn của nó là co giãn 4 chiều luôn. Dệt 4D, co giãn 4 chiều. Đấy, ôm tay lắm. Các bác dùng thì rất là thích. Giá thì chỉ có cho các bác là bên em sẽ bán theo theo túi nhá. Một túi của nó là 12 đôi thì sẽ là 70k. 12 đôi là bằng 70k nhá. Đấy, còn lấy từ 5 đôi thì sẽ là 40.000. Đó, 5 đôi là 40k. Đó. 5 đôi là 40.000. Còn lấy 12 đôi giá chỉ có 70.000 thôi. Lấy càng nhiều giá càng tốt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia bạt để các bác phủ máy giặt nhá. Đấy, phủ máy giặt.
lên cho em là phủ máy giặt giá sẽ là 50k. Đó, phủ máy giặt này, phủ máy giặt giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một chiếc bạt phủ máy giặt như này. Con này thì rất là tiện ích. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là phủ lên cái máy giặt nhà mình là xong. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, cửa trên, cửa ngang, cửa dưới đều được hết, hàng chống nước cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là phủ lên máy giặt của mình là xong. Đấy, cửa trên, cửa ngang, cửa dưới đều chơi được hết nhá. Rất là tiện ích, đẹp và sạch sẽ, chống trầy xước, chống nước và vừa làm đề co trang trí. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Đấy, cửa trên, cửa ngang, cửa dưới đều được hết luôn. Rất là đẹp các bác. Đó. Giá thì chỉ có 50.000 cho cái bạt phủ máy giặt như này thôi. Được, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên cho em là chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy thì bên shop bán cho các bác với giá đó là 80.000 cho một con như này. 80.000 cho một con như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ có gioăng giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác. Đấy, các cái phần kết nối này bằng đồng hết này. Đấy, và bên trong này nó con này nó thuộc cái dạng như là một cái chuyên để các bác chống giật cho bình nóng lạnh thì các bác lắp các cái vòi nước qua đây cho em. Lắp cái vòi nước qua đây cho em. Đấy, đầu nóng, đầu lạnh các bác lắp hết qua đây cho em. Đó. Hai đầu nóng lạnh đều lắp qua đây cho em và nó sẽ phát huy cái tác dụng của nó là chuyên để chống giật nhá, chuyên để chống giật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một cái chống giật nóng lạnh như này. Để em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đấy, về nhà lắp đặt thì rất là dễ thôi. Các bác chỉ cần là lắp cho em vào như này nhá. Đấy, lắp vào đầu bình sau đó thì mình dẫn nước và tăng điện trở của nước xuyên qua vách chống điện từ đó làm giảm dòng điện chạy qua cơ thể người. Điện áp 220V sau khi đi qua phụ kiện chống giật chỉ còn khoảng 12V, thấp hơn điện áp an toàn của cơ thể con người 36V, đảm bảo an toàn. Lắp đặt dễ dàng. Bạn chỉ cần mua về rồi dùng cờ lê mở dây nối của bình và lắp thêm vào là được. Bảo vệ cả gia đình tránh ta, y nạn, nơ xảy ra nếu rò rỉ điện từ bình nóng lạnh. Đầu vặn phi 21mm vừa mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường. Nguyên lý hoạt động, kéo dài đường dẫn nước và tăng điện trở của nước xuyên qua vách chống điện từ đó làm giảm dòng điện chạy qua cơ thể người. Điện áp 220V sau khi đi qua phụ kiện chống giật chỉ còn khoảng 12V, thấp hơn điện áp an toàn của cơ thể con người 36V, đảm bảo an toàn. Đó, các bác chỉ cần lắp cho em là các bác chỉ cần lắp cho em là hai dây, một dây nóng một dây lạnh, mỗi dây một cái như này. Đấy, con này thì nó sẽ làm giảm điện áp nhá. Điện áp từ 220V giảm xuống còn 12V. Tức là điện 12V là một cái dòng điện áp an toàn và các cái phần kết nối này đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là chống giật bình nóng lạnh, giá sẽ là 40k một chiếc. Bình thì có hai dây, một dây nóng, một dây lạnh nên các bác phải mua hai cái nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh này, đó. Chống giật nóng lạnh. Đó, chống giật nóng lạnh này. Nóng lạnh giá của nó sẽ là 40k trên một cái. Một dây một bình là hai chiếc nên các bác bắt buộc phải mua hai cái để mình dùng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác này. Đấy, lên mã. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái led. Các bác lên mã giúp cho em cái này là led gì nhỉ? Led giọt lệ. Các bác lên cho em là led giọt lệ nhá. Led giọt lệ. Đấy thì nó sẽ chảy xuống như một cái giọt lệ như này. Và con này thì một bộ của nó là 8 cái nhá. 8 cái chiều dài của nó sẽ là vào khoảng 45cm. 8 cái và chiều dài khoảng 45cm. Và con này thì nó sẽ có các bác cho các bác là một cái đầu để các bác có thể kết nối được các bác này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác một cái đầu đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này để các bác kết nối với các cái bộ khác đều được nhá. Đây nó sẽ có sẵn một cái cục nguồn như này rồi. Có sẵn một cái cục nguồn như này rất là tiện. Đấy, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Và khi kết nối các cái bộ với nhau thì các bác chỉ cần là cắm vào như này là xong này. Đấy, là nối được hết các bộ với nhau này. Đấy, cắm như này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái jack kết nối như này rồi. Rất là tiện này. Các bác cứ nối bộ nọ vào bộ kia cho em. Rất là tiện luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ led giọt lệ nhà thôi. Lên cho em là led giọt lệ nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Và các bác cứ kết nối từ cái đầu nọ sang cái đầu kia cho em. Đây nó sẽ có cái đầu kết nối như này. Các bác cắm ở đây này. Đấy là nó sẽ kết nối này. Rất tuyệt vời luôn các bác này. Đó, đây. Rất đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác này. Đó, nó sẽ là như một giọt lệ chảy xuống như này. Rất đẹp luôn. Lên cho em là led giọt lệ. Giá của nó sẽ là 80k cho một cái bộ như này nhá. 80.000 cho một cái bộ led giọt lệ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Và ở đây thì nhà sản xuất người ta sản xuất mặc định nó đã là các cái đầu nối như này rồi. Các bác có thể mua 2-3 bộ về mình cắm nối tiếp vào như này cho em là xong. Bác nào cẩn thận nữa thì mình lấy băng dính mình quấn vào để cho nước nó khỏi vào trong là xong nhá. Ở đây thì nó đã có chống nước rồi nhưng mà các bác cẩn thận các bác quấn thêm băng dính cho em là xong. Đó, lên cho em là led giọt lệ. Giá của nó sẽ là 80k cho một
80k cho một quận, một bộ như này. Một bộ này của nó sẽ bao gồm cho bác là 8 thanh, 2 này, 4 này, 6, 8 thanh, và mỗi thanh của nó dài là khoảng 45cm. Đấy, như trên hình em vừa đã cắm vào cho các bác xem đấy. Đây, đấy, đây của nó nguyên bản một bộ sẽ là như này các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá, rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn, rất đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là led giọt lệ nhá, led giọt lệ, led giọt nước. Đấy, led giọt nước giá của nó sẽ là 80k, à 90k nhá, 90k trong cái bộ led giọt nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đuôi đèn như này. Con này nó chỉ khác cái đuôi bình thường là nó có cái cảm biến thôi, chứ còn là nó cũng như cái đuôi đèn bình thường, giống như cái đuôi bóng đèn bình thường, thì về nhà các bác chỉ cần đấu vào cho em là xong. Đó, đấu vào cho em là xong nhá. Đấy, nó sẽ cũng giống như cái đuôi bình thường thôi, không có gì khác nhau cả. Về nhà các bác đấu điện 220 vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đầu như này để các bác điều chỉnh này. Đấy, ví dụ như là sáng cả ngày, sáng nguyên ban ngày, sáng ban đêm. Đấy, hoặc là chế độ điều chỉnh là 16 giây, 32 giây và 262 giây. Có ốc áp, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì một cái đuôi đèn cảm ứng như này, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Giá thì chỉ có cho bác là 60k thôi. Đuôi đèn cảm ứng này, đấy, đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k một chiếc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em quất lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, rất ok nha. Rồi, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình ắp quy nhá. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một là sạc 12V, hai là sạc 24V. Đấy, 12-24, còn con này là nguyên 12-0. Con nguyên 12-0 này thì sẽ là 190.000 cho con này chỉ sạc nguyên 12V thôi nhá. Đấy, lấy cho anh cái 24 nào. Con này thì chỉ sạc bình 12V thôi. Ở đây thì nó sẽ là một đầu dương, một đầu âm. Đấy, cái phần đầu kẹp này của nó cực kỳ chắc luôn. Đấy, cái lò xo của nó này, lò xo siêu chắc luôn. Đó, và con này thì nó có là chống ngược chiều này, rồi khử xun phát này, rồi kích thích tăng tuổi thọ của bình và tự ngắt khi mà bình đầy nhá. Đấy, thì con này là sẽ là sạc 12V nhá. Lên cho em là sạc 12V thì giá của nó sẽ là sạc 12V thì sẽ là 190.000. Đó, lên cho em là sạc 12V này, sạc 12V giá sẽ là 190k nhá, 190.000. Hàng này của nó thì nó sẽ xuất đi khá là nhiều nước luôn. Anh này, Pháp, Mỹ này, Tây Ban Nha này, Ý này, đấy, Nga này, Russia các bác này. Đấy, rất nhiều nước nhá. Đấy, Italia này. Đấy, rồi Pháp này, rồi Tây Ban Nha này. Đấy, Đức này, đó, rất nhiều nước luôn, Germany nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là con sạc bình 12V này thì giá của nó sẽ là 190.000 cho con bình 12V nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu sạc bình đó là 12-24. Con này thì các bác lên cho em là sạc 12-24 đây. Đấy, 12-24V, sạc 12-24 này. 12-24 giá sẽ là 290k. Thì con này đã bao ship cho các bác luôn, 290.000 cho con sạc 12-24 này. Và bao ship đến tận nhà, con này to hơn một chút, sạc được cả bình 12 cả bình 24, đầy đủ chức năng khử xun phát, đảo chiều, đấy, tăng tuổi thọ của bình. Đấy, rồi tự ngắt nhá. Đấy, khi các bác kẹp mà bị đảo chiều thì nó rất là tiện ích, là nó sẽ tự nó sẽ không hoạt động nhá. Đấy, thì nó sẽ báo cho các bác luôn là chế độ đảo chiều thì các bác cho lại kẹp lại chiều khác là xong. Còn nếu mà như một cái bình truyền thống mà cái sạc truyền thống mà các bác dùng không cẩn thận là nó sẽ cháy bình luôn. Đấy, đứt cực luôn, nhưng mà con này thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đấy, con này là sạc cả 12 cả 24 thì 290.000. Còn con sạc nguyên 12-0 này thì của nó chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Đó, thì nó sẽ có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, nó sẽ phù hợp với công năng, nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác thôi. Còn cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lô đó là cái bóng đèn nhá. Đấy, bóng đèn thì nó sẽ có cho các bác là một cái loại là 8 cánh và một cái loại là một loại 8 cánh và một loại là bộ 5 cánh thôi nhá, 5 cánh. Đây, con này nó sẽ là con 8 cánh các bác này. Đấy, 8 cánh.
con 8 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Hàng siêu sáng cho bác luôn nhá, siêu sáng cho bác luôn. Cánh thì có thể gấp gọn nhá. Đấy. Con này thì sáng chói sáng trang luôn, sáng chóe luôn các bác nhá. Đó, 200W, công suất của nó là 200W và giá sẽ là 190.000. Đấy thì các bác lên cho em là đèn 8 cánh nhá. Đấy, đèn 8 cánh này, giá của nó sẽ là 190k cho một con đèn 8 cánh như này. 190.000 nhá. Hàng siêu sáng cho các bác luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 5 cánh nhá. Con 5 cánh này thì giá của nó sẽ là 120.000 cho một con đèn 5 cánh như này con này. Đấy. Lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000. Hàng này cũng rất là sáng luôn các bác nhá, rất sáng luôn. Đây. Đấy, công suất của nó là 100W và giá thì chỉ có 120k thôi. Lên mã giúp cho em là đèn 5 cánh nhá. Đấy, 5 cánh, giá của nó sẽ là 120k. Đó, 120k thì cái mã đèn 5 cánh như này. Vậy là có hai mẫu cơ bản, thì hai mẫu này bên em bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là một cái hàng rất là phổ thông, dễ bán, dễ sử dụng và có thể gấp gọn để mang đi chiến công trình hoặc sử dụng trực tiếp ở nhà. Đây. Đấy thì đây em cũng đang sử dụng thực tế đây các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái con 5 cánh này, sáng chói chang luôn các bác, rất là sáng luôn. Đấy. Thì đây em dùng để em quay video đây, rất sáng luôn các bạn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho cái con 5 cánh và 190.000 cho cái con đèn 8 cánh như này nhá. Đó. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, phù hợp với nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng của các bác là ok. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Con này thì dung tích của nó là 2 lít cả vỏ và giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con bình 20 như này. Đấy, hàng inox 304. Đây cái nắp của nó đây. Nắp của nó là gioăng nhựa như này, gioăng nhựa nguyên sinh. Đó, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy các bác, khi các bác mở ra chỉ cần là ấn này thôi là nó sẽ bật ra. Đấy các bác cho nước vào đây. Đấy và rót ra có phễu viếc đàng hoàng. Con này thì các bác dùng để đựng nước lọc này, đựng nước nóng, nước lạnh đều được, nhưng mà con này thì không có tính năng giữ nhiệt đâu nhá. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước bình thường thôi. Lên mã giúp cho em là bình 20 nhá. Bình 20, giá sẽ là 80k trong con bình 20 như này. Inox 304, dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Con này thì không có chức năng nóng lạnh đâu, các bác chỉ dùng để đựng nước bình thường thôi. Nhưng các bác vẫn có thể cho nước nóng, nước lạnh vào đây. Đấy, thì khi các bác đậy nắp vào thì nó cũng có thể giữ cho các bác một cái thời gian nhất định, nhưng mà nó sẽ không giữ được lâu đâu. Tại vì con này nó sẽ là một cái dòng bình bình thường thôi. Dung tích 2 lít cả vỏ bằng inox, rất đẹp, dày dẫn và chắc chắn. Và cái giá thì cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em là sạc. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đấy, dòng của nó sẽ là iPhone 14 Pro Max chuyên để sạc nhanh. Đấy, bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này, một củ một dây như này. Lên cho em là sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái con củ và dây sạc nhanh như này thôi. Đấy, lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone giá sẽ là đấy, sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k. Đó. Sạc nhanh chuyên dùng cho iPhone nhá, chuyên dùng cho iPhone. Giá của nó sẽ là 60k cho con sạc nhanh iPhone như này. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái dòng đó là cái củ sạc đa năng nhá. Đấy, lên mã cho em là củ sạc đa năng. Thì con này nó sẽ là cũng là của iPhone 14 Pro Max và nó sẽ là một cái dòng củ sạc các bác. Đấy, một cái dòng củ sạc như này. Đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng củ sạc có ổ cắm. Đấy thì ở đây nó sẽ là của iPhone 14 Pro Max này và có hai chân sạc USB và hai chân sạc Type C. Đó, giá thì chỉ có cho bác là 80.000 thôi. Thì con này các bác lên cho em là củ sạc iPhone nhá. Đấy, còn con kia là dây sạc nhanh iPhone, nó khác. Còn con này nó sẽ là chỉ có nguyên củ thôi, về nhà các bác phải tự cắm vào cái dây của nhà mình. Đấy, cắm vào dây sạc nhà mình đó. Lên cho em là củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc iPhone. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Cái này là nguyên củ không, còn cái này là cả củ cả dây luôn. Thì em gọi là sạc nhanh iPhone, dây sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Dây sạc nhanh iPhone, còn cái này là củ sạc iPhone, khác nhau hoàn toàn các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia bát úp mì nhá. Giá thì chỉ có 50 cành cho một em bát úp mì này thôi. Đấy, 50k một em. Các bác có thể dùng là chức năng thứ nhất là mình dùng để úp mì, tại vì là nó sẽ có nắp đậy để các bác úp mì cho nó nhanh chín này. Thứ hai là có cái phần nhựa bên ngoài để các bác lót cho nó khỏi trơn, khỏi bị nóng này. Thứ ba là bên trong bằng inox, rất sạch đẹp, sáng bóng luôn. Đó, và nắp đậy của nó thì cực kỳ khít luôn nhá. Nắp đậy cực kỳ khít luôn, rất là khít. Đấy, và khi mở các bác phải mở đẩy tay thì mới ra được, rất là chắc chắn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con bát úp mì như này. Giá của nó sẽ là lên cho em là bát úp mì nhá. Bát úp mì 50.000 thôi. Bát úp mì. Giá sẽ là 50k một chiếc, 50k cho con bát úp mì này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là 250 đến 300ml nhá, 300ml. Nói chung là úp một gói mì vào đây là thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái
bình chè inox nhá, bình chè inox đây, nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chất liệu của nó thì sẽ là bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, có gioăng giếc đàng hoàng luôn. Đấy, có gioăng giếc đàng hoàng, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng để đựng trà, đựng cà phê, đựng đỗ, đựng lạc, đựng vừng, nói chung là rất là đa chức năng luôn. Hàng bằng inox thì sạch đẹp, sáng bóng. Có 3 màu cho bác luôn nhá. Đấy, con bé này thì sẽ có cho các bác là 3 4 màu luôn. Màu vàng gold này, màu đỏ đô này, màu inox và màu đen nhá. Đấy. Con này thì đựng được khoảng 2 lạng chè, đựng được khoảng 2 lạng chè. Và giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Con bé. Giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một con bình trà inox như này, bình trà inox, và nó sẽ phân ra làm 4 màu các bác nhá. Đấy, 4 màu. Đấy, bên shop có 3 4 màu như này thì tùy theo các bác lựa chọn này. Màu đen, màu inox, màu vàng, màu đen, màu inox, màu vàng và màu đỏ này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình trà to này. Đấy, bình trà inox to, con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lạng nhá, 4 lạng. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 4 lạng và cái giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho một con bình trà inox 4 lạng như này. Cái này màu gì nhỉ? Giờ còn màu gì? Còn màu đỏ à? Đấy, giá thì 130.000 và có cho các bác là màu đỏ nhá, màu đỏ như này. Đó, màu đỏ. Và còn một con màu vàng gold này nữa nhá. Còn một con màu vàng gold thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Màu vàng gold thì em chỉ còn một con thôi. Còn màu đỏ đây, màu đỏ rất là đẹp luôn các bác nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, rồi ok. Tắt nhạc nhá. Hello các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ hai bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các bác cứ xem, cân nhắc đủ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Quy cách mua hàng thì rất đơn giản thôi. Các bác có thể liên hệ tới các số hotline của bên em để được tư vấn cũng như là báo giá chi tiết hơn các bác nhá. Đó, và các bác cứ cân nhắc trước khi mua hàng, đơn hàng từ 200 là bao ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship này. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái cuốc cào làm vườn nhá, cuốc cào làm vườn. Đấy, các bác lên cho em là cuốc làm vườn nhá. Cuốc làm vườn thì nó sẽ là một đầu là cái cuốc như này. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 6 cm, chiều sâu của nó thì vào khoảng là 7-8 cm nhá. Đấy, và cán của nó thì sẽ là bằng típ như này. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu luôn, một đầu là cuốc này. Đấy, và một đầu là cái cào như này để các bác cào cỏ này, cào cỏ bới đất này, còn một đầu là cuốc như này. Đó, rất là tiện. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm nhá, 30 cm. Cái này các bác có thể dùng để cuốc đất này, cào cỏ làm vườn rất là đẹp cho các bác luôn. Chiều dài khoảng 30 cm. Cán của nó thì là sẽ là típ V21 nhá, V21 rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, đây, hàn cực kỳ là kỹ luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một cái cào xẻng làm vườn như này. Đấy, lên cho em là cuốc làm vườn nhá, cầm cho anh cả cái cào đất ở đây. Lên cho em là cuốc làm vườn, giá của nó sẽ là 50k. Đó. Các bác lên cho em là cuốc làm vườn, giá sẽ là 50.000 thôi nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là cuốc làm vườn này. Cuốc làm vườn được rồi. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác một cái dòng sản phẩm nữa đó là cái cào đất nhá. Các bác lên cho em là cào đất này. Đấy, 1 2 3 4 5. Con này sẽ có 5 chân và cái này của nó thì khoảng 5 ly nhá, khá là to luôn. Các bác dùng để cào cuốc đất cũng rất là ngon. Đó. Thì lên cho em là cào đất nhá. Con này bên em sẽ bán lẻ nó sẽ là 30k cho một cái cào đất như này. Và mua từ 2 cái thì sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là cào đất nhá. Đó, cào đất này. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, cán của nó thì dài khoảng 15 cm. Các bác có thể dùng để cào bới đất như này. Đấy, hoặc là nhặt cỏ rất là ok. Đó, đầu của nó thì khá là nhọn và sắc nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là cào đất. Con cào đất này thì sẽ là 30.000. Và lấy 2 cái là 50.000 nhá. Còn cái con cuốc làm vườn như này thì các bác lên theo là cuốc làm vườn nhá. Con này sẽ là 50.000 cho cái cuốc làm vườn như này. Đó. Cuốc làm vườn, giá của nó sẽ là 50k. Tiếp theo thì cuốc làm vườn 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, cái nước hoa này thì bên Nhật nó chuyên để dùng cho các cái nhà hàng khách sạn đây, hotel các bác này. Đấy. Và con này thì rất là thơm luôn. Và một cái lọ như này của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái lọ nước hoa như này. Rất là đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là thơm các bạn. Ở đây. Nó sẽ là đựng trong một cái lọ như này nhá, đựng trong một cái lọ như này. Rất là đẹp các bạn ơi. Đấy thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác là các cái bấc như này nhá, các cái bấc như này. Đấy, các cái bấc như này về nhà các bác cắm cái lọ này xem. Đó, cắm trực tiếp vào cái lọ này. Đó là cái nước hoa nó sẽ tỏa ra và nó sẽ rất là thơm luôn. Đó, các bác về các bác xoáy cái nắp này ra, giật cho em cái ấy này ra, sau đó thì các bác cho cái nước hoa này vào. Rất là thơm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá.
lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có 30.000 cho một lọ như này thôi. Đó, lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Đó. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k trên một lọ. Hàng này bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn. Rất là thơm luôn nhá. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ là chịu, rất là dễ chịu các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 30k cho một cái lọ nước hoa như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 5 món nhá, nạo 5 món. Thì ở đây nó sẽ là giá sẽ là 70.000. Đấy, lên cho em là nạo 5 món này. Nạo 5 món giá sẽ là 70k nhá. 70k trên em nạo 5 món như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là khá là nhiều chi tiết luôn để các bác có thể xem và tham khảo thôi nhá. Đấy, thì đây em sẽ khui ra cho các bác xem này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nạo đôi như này. Một con nạo đôi thì sẽ bao gồm cho các bác là một nạo vỏ và một nạo sợi này. Một nạo vỏ, một nạo sợi có quai đeo như này nhá. Đó, sẽ là một chiếc nạo đôi này. Tiếp theo là cái này thì cái này các bác để dùng để gắp bát ra đây nhá. Đấy, khui bia rồi gắp bát đũa nóng này. Đấy, các cái bát nóng các thứ ở trong thì các bác kẹp ra như này chưa. Đó. Con này các bác chuyên để gọi là gắp các cái bát đũa nóng ở trong nồi ra. Đó. Tiếp theo là một cái con này thì các bác dùng để nạo ống này, nạo ống. Đấy, hoặc là các bác tiện hoa nhá. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con nạo ngang như này. Đấy thì con này cũng có một nạo vỏ, một nạo sợi và cái đầu này để các bác khoét các cái phần bị sâu này. Đấy. Tiếp theo nữa thì nó sẽ có cho các bác là một con dao. Con dao này cũng khá là bén luôn. Đấy, rất là bén này. Thì các bác có thể dùng để đánh vẩy cá này, làm cá này, nạo này rồi khui bia khui biếc đấy. Bộ 5 món như này nhá. 5 món như này và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Giá thì khá là hợp lý cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy. Giá khá hợp lý luôn. Nên đã giúp em là nạo 5 món, giá sẽ là 70k nhé. 70k cho cái bộ nạo 5 món như này. Đấy, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 70.000 nhá. Tiếp theo thì ngay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Đây, 1 2 3 4 5, 5 mũi như này. Đấy, nó sẽ là bao gồm 5 mũi khoan đa năng. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, bao gồm 5 mũi khoan đa năng như này. Đấy. Mũi khoan của nó là hình mũi khế và các bác có thể khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đấy, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt trừ kính cho em nhé. Đấy. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhé. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhé. Hộp 5 mũi khoan đa năng này. Đấy. 5 mũi khoan đa năng. Giá sẽ là 110k nhé. 110k. Đó. 110.000. Này, dán cái nào cho anh. 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thảm lau chân nhá các bác nhá. Đấy. Thì con này kích thước của nó sẽ là 40, một chiều 40 và một chiều là 60 nhá. Một chiều 40, một chiều 60. Bên dưới này thì có các cái hạt cao su non để chống trơn trượt này. Bên trên của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là nỉ nhá, nỉ. Và viền này của nó thì được máy trần rất là kỹ luôn. Đấy, màu thì của nó là một cái màu cực kỳ là đẹp luôn. Màu rất là đẹp và sạch sẽ nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Thảm 46. Giá thì chỉ có 40k cho một chiếc thảm 46 như này thôi. Đấy. Các bác lên cho em là thảm 46 này. Đó. Thảm 46. Kích thước của nó là 40 x 60cm. Đó. Và giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc thảm 46 như này. Con này thì khá là dày dẫn chắc chắn và thấm hút. Chất liệu của nó là bằng nỉ nhá. Nỉ thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Màu sắc thì trang nhã và đẹp. Và giá chỉ có 40.000 cho một chiếc thảm như này thôi. 40k cho một chiếc thảm như này các bác nhá. Lên cho em là thảm 46. Giá sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa lùn các bác nhá. Búa lùn. Cầm cho anh hai cái mẫu búa ra đây luôn. Đấy, các bác lên cho em là búa lùn. Thì đây nó sẽ là một con búa hàng của Nhật này, made in Japan này. Hàng của Nhật cho các bác luôn. Đó. Và các bác lên cho em là búa lùn giá sẽ là 80.000 cho một con búa lùn như này. Đó. Đây, hàng made in Japan, nội địa của Nhật này. Đấy. Giá của nó sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho một con búa lùn như này. Đấy, 85k coi nhá. Đấy, 85k. Lên mã giúp cho em là búa lùn, giá sẽ là 85.000 nhá. 85.000 một chiếc. Đấy, nặng là 0,25 kg và dài thì nó vào khoảng là 12 cm. Thì con này các bác lên cho em là búa lùn giá sẽ là 85.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái mẫu búa A1 nhá. Đấy, A1 bé này.
Đấy, hàng thương hiệu Asahi của Nhật đây, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Asahi của Nhật. Thì các bác lên cho em là búa A1 bé nhá, A1 bé, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một con búa A1 bé như này nhá. Đấy, 80.000 cho con búa A1 bé như này. Con này chiều dài khoảng 25cm và nặng khoảng 3 lạng nhá, nặng khoảng 3 lạng. Lên cho em là búa A1 bé, giá sẽ là 80k. Đó, tiếp theo thì các bác lên cho em là cái búa A2 to, cán của nó là bằng thép bọc nhựa hết nhá, hai con đều giống nhau. Cán bằng thép bọc nhựa. Đó. Lên cho em là A2 to, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho con búa A2 to như này, 130.000 một chiếc. Đấy, chiều dài khoảng 30cm, cân nặng thì khoảng 6 lạng. Đấy, 5-6 lạng, 5-6-7 lạng gì đấy các bác nhá. Đó, một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh như này. Đấy, lên cho em là A2 to, giá sẽ là 130.000 cho con A2 to như này nhá. 130k cho một con búa A2 to như này, giá sẽ là 130k. Đó, 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm cây nhá. Lên mã giúp cho em là bơm cây. Đấy, con này thì nó sẽ là một con bơm như này. Đấy, bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn, cực kỳ khỏe và đẩy hơi nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác cái đầu vòi để các bác kết nối này. Đấy, bơm phao, bơm bóng, bơm các loại đều được hết. Thân của nó bằng inox, hàng thì của thương hiệu Kiroto của Nhật, có đồng hồ báo chính xác luôn. Lưu ý các bác là con này của nó là nó sẽ là hàng rất là cồng kềnh, vận chuyển các thứ rất là phức tạp, cho nên là các bác cân nhắc trước khi mua hàng. Giá thì chỉ có 150k thôi, 150k. Đấy, 150k này. Đấy, lên cho em là bơm cây nhá, bơm cây. Đó, bơm cây giá sẽ là 150k. Lưu ý các bác là con này thì nó sẽ là một cái dòng hàng khá là cồng kềnh luôn, vận chuyển các thứ nó rất là phức tạp, cho nên là các bác cân nhắc trước khi mua hàng. Cảm thấy là nhu cầu, mục đích và phù hợp thì các bác hãng đặt mua. Còn lại nếu không thì các bác dừng tại chỗ giúp cho em nhá, để tránh cái việc là không nhận hàng các bạn. Đó, thì các bác cảm thấy là cái bơm này được, phù hợp. Đấy, nhu cầu, công năng và mục đích thì các bác hãng đặt mua. Hơi thì cực kỳ là đẫy luôn, và bơm thì cực kỳ là nhẹ nhá, rất là nhẹ luôn. Đây, có đồng hồ báo đo chính xác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 150.000 cho một con bơm này thôi. Các bác ra một cửa hàng mua một cái bơm thường đẻo thôi cũng đã phải 100-120 rồi. Đây có 150.000 cho một con bơm thân bằng inox đẹp như này, dày dẫn chắc chắn nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Hơi thì cực khỏe, đẩy hơi và có đồng hồ báo và có phao tích hơi như này thì bơm nó rất là khỏe. Đấy, giá sẽ là 150k. Cân nhắc trước khi mua hàng nhé, hàng này cồng kềnh, tiền ship gửi đi gửi về rất là nhiều, cho nên là các bác cân nhắc giúp cho em. Cảm thấy nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng hợp lý thì các bác hãng mua. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác cái sản phẩm đó là kia, các bác lên cho em là keo vá tường nhá. Đây, nó sẽ là một cái dòng keo như này, nó y như là cái sơn đặc ấy các bạn, nó giống như cái sơn đặc ấy, và các bác dùng để mình vá tường thì nó rất là đẹp và rất là tiện ích nhá. Đó, thì con này các bác vá vào các cái phần tường như là bị lồi lõm này, hoặc là trẻ em tô vẽ lên này. Đây, đấy, tô vẽ lên thì mình chỉ cần là đưa vào mình vá đều như này thôi là nó sẽ che hết cho các bác luôn coi nhá. Đó, rất là đẹp. Và giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Lên cho em là keo vá tường nhá. Keo vá tường này, giá của nó sẽ là 40k trên một típ như này. 40k trên một típ keo vá tường như này, hàng rất xịn sò, sử dụng thì rất là tiện ích. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Sang trang hoàng lại nhà cửa thật đẹp đẽ tươi mới, để ngôi nhà thật lung linh rực rỡ đón Tết, rất nhiều may mắn và tài lộc bạ. Với công năng siêu dính siêu chống thấm, keo bịt kín mọi khe nứt với độ bền hàng chục năm, dễ dàng sử dụng, anh chị trám đến đâu mới ngay đến đó, tự tin khi khách đến nhà chúc Tết ạ. Liên kết các mảng tường, lắp đẩy các khe hở chỉ trong vài giây, thành phần tự nhiên không gây hại. Giá thì rẻ mà công dụng lại bất ngờ, còn chần chờ gì nữa mà không mua ngay một em để căn nhà của mình luôn như mấy anh chị ơi. Rồi, keo ok, lên cho em là keo vá tường đa năng nhé. Đấy, giá của nó chỉ có cho các bác là một típ là 40.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái lô nước hoa của Anh và của Pháp nhá, của Anh và của Pháp này. Đó. Thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa Gucci và nước hoa Chanel. Đó. Con Chanel này thì nó sẽ là nước hoa của Pháp nhá. Đây. Chanel này, made in Fancy này. Đó, made in Fancy. Hàng thì cực kỳ là thơm luôn, Coco Chanel. Thì các bác lên cho em là nước hoa Chanel, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một lọ nước hoa Chanel như này. Đấy, 130k. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa Chanel nhá. Đó. Nước hoa này. Đó. Nước hoa Chanel này, Chanel giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho một lọ nước hoa Chanel như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là nước hoa Gucci nhá. Gucci này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở tại Anh này. Đấy. Made in UK nhá, UK, hàng sản xuất tại Anh, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó.
Và dòng này thì hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên niêm phong như này. Đó, và bên shop có hai mẫu, giá đều là 130.000 hết nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Gucci đấy, hoặc nước hoa Chanel đều là 130.000 đấy. Thì các bác lấy Gucci thì lấy, mà lấy Chanel thì lấy nhá. Đều là 130.000 cho một lọ như này. Và dung tích của nó đều là 100ml các bác nhá. 100ml các bác này, 130.000 cho một lọ như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, nguyên đai nguyên kiện, nước hoa của Anh và của Pháp. Hàng cực kỳ thơm luôn, lưu hương lâu nhá, và giá rất tốt cho bác luôn. Đó, hàng đều là hàng của Anh và của Pháp, rất chất lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 một lọ thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái đũa 7 màu nhá. Lên cho em là đũa 7 màu. Giá thì đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 cho một vỉ, bao gồm là 5 đôi đũa 7 màu này các bác này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy đây, rất đẹp này. Mỗi một màu thì nó sẽ là tượng trưng cho một lứa tuổi khác nhau nhá. Đấy, ông bà, bố mẹ rồi các bạn các bác nhá. Đó. Và đũa thì được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k. Lên mã giúp cho em đó là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đấy. Đũa 7 màu này, giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ đũa 7 màu như này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái kẹo chuột nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột. Hàng này thì thị phần của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn. Đấy. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan, và nó sẽ là thuộc dạng viên như này các bác này. Đấy. Thì các bác cứ rắc ra các khu vực nào mà có nhiều chuột. Đấy, và những cái nơi chuột trú ẩn các bác rắc ra cho em, và con chuột nó sẽ ăn vào và nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn. Đấy, cái màu sắc này nó cũng rất là thu hút chuột nhá. Và đặc biệt là con này khi mà nó ăn thì nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn, cho các bác yên tâm. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một lọ kẹo chuột như này. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đấy, kẹo chuột. Kẹo chuột giá của nó sẽ là 30k, 30k cho một hộp kẹo chuột như này. Con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn nhá, số 1 của Thái Lan luôn. Đó, hàng thì 100% là của Thái Lan. Đây. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và giá rất hợp lý, chỉ có 30.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ghế hơi nhá. Các bác lên cho em là ghế hơi. Giá sẽ là 350.000, 350 à? 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Thì nó sẽ có cho các bác là một con ghế ngồi tựa và một con để chân. Con ngồi tựa này thì kích thước của nó sẽ là chiều cao là 116 này, chiều rộng là 98 và chiều sâu là 83 nhé, 83. Còn con này thì con bé này của nó sẽ là 62, 62 x 62 x 31 nhé. Đó, nó sẽ có cho các bác là hai cái ghế như trên hình như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng, đưa đi ra anh kia đấy bóc rồi. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ nhá. Đấy, một mặt bằng nỉ, nỉ phủ da nhá, rất là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá, chỉ có 350.000 thôi. Đây, đây các bác này. Đấy, của nó thì nó sẽ là một mặt là bằng nỉ và một mặt bằng da. Đấy, và về nhà các bác bơm hơi vào cho em là xong. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì các bác nên mua để sử dụng, nó rất là tiện ích luôn. Thì các bác này, nó sẽ là một con ghế như này, rất là tiện này các bác này. Đấy, về nhà thì các bác bơm lên cho em. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Nằm rất êm luôn, bên trong thì của nó là mặt nhung mịn nhá. Hết rồi thì thôi. Ừ. Đấy, mặt nhung mịn như này các bác này. Đấy. Và bên dưới thì nó sẽ là lớp da, và bên trên thì mặt nó là nhung lộn mịn như này. Dày dẫn chắc chắn luôn, các bác có thể dùng thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, bơm lên này. Đấy, bơm lên nó rất là to như này. Đấy, cao là 1m16 luôn, nằm có thể nằm hai người thoải mái luôn các bác nhá. Đó, rất tiện ích các bác này. Đấy. Rất tiện ích nhá. Đó, về nhà thì các bác chỉ cần bơm lên cho em là xong. Đấy các bác thấy không? Đây, hai người ngồi thoải mái này, các bác thấy chưa? Đó. Lực nén rất là tốt nhá, hai người ngồi thoải mái luôn. Đó, rất hợp lý nhá, giá thì chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. Lên mã giúp cho em là ghế hơi nhá, ghế hơi này. Ghế hơi giá của nó sẽ là 350k. Cho một con ghế hơi như này nhá, 350.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì tiếp theo nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ chậu rổ nhá. Đấy, thì cái bộ chậu rổ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đấy. Bao gồm cho các bác là đi có cho các bác là đi một cái chậu như này. Đấy, một cái chậu, một cái rổ này, một chậu một rổ như này. Kèm thêm cho các bác là ba cái tô nữa, ba cái tô như này.
hàng thì cũng khá là phân sinh đẹp. Đấy, khá là phân sinh đẹp nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chậu rổ giá bao nhiêu nhỉ? 80.000 thôi các bác nhá. Đấy. Giá rất thanh lý cho bác, giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ chậu rổ nhá. Bộ chậu này. Đấy, bao gồm cả chậu và rổ luôn. Chậu rổ giá thì chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một cái bộ chậu rổ như này nhá. Giá rất hợp lý các bạn. Đây. Thì nó sẽ có bao gồm cho các bác là một cái chậu to này, một cái chậu to con này đường kính khoảng là 24-25 cm nhá. Đấy. Tiếp theo là một cái rổ như này để các bác có thể dùng để ăn rau sống cái thứ thì cho vào đây rất là đẹp này. Tiếp theo là có cho các bác là ba cái tô nhá, ba cái tô như này. Đấy, hàng cũng khá là khuân sinh. Thì các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn rồi nói chung là chế biến đồ ăn rất là ok. Đấy. Và sắp vào nó rất là gọn, bỏ thanh cái bút mới. Đấy, và rất là gọn luôn. Đấy, rất là gọn luôn, mà cái giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ chậu rổ nhá. Giá sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một cái bộ chậu rổ như này. Rất tuyệt vời các bạn, rất đẹp để mình có thể sử dụng chế biến đồ ăn rồi đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đấy, phân sinh. Con to nhất thì đường kính của nó vào khoảng là 24-25 cm nhá, 24-25 cm. Rất phân sinh cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia kem khay úp đũa. Khay cái này là cái gì nhỉ? Hả? Hộp dắt dao đũa nhá. Đấy, cái này sẽ là hộp dắt dao đũa. Con này thì nó sẽ dắt được cả dao cả đũa luôn. Hàng bên ngoài thì nó sẽ là bằng inox này. Bên dưới thì cái đít này có thể các bác tháo rời ra được để mình vệ sinh đổ nước này. Đấy, vệ sinh đổ nước. Thì cái này nó đã có cái lỗ chảy nước rồi nhưng mà mình có thể rửa ráy thì mình tháo ra mình rửa ráy cũng rất là ok nhá. Đấy, rất chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Tháo ra sau đó thì mình lại sập nó vào. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 lỗ dắt dao, một lỗ dắt kéo và một lỗ dắt cái liếc này. Đây, nó sẽ đúng như trên hình như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hộp dao đũa. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Kích thước của nó thì chiều cao khoảng 20 và rộng cũng khoảng 20 luôn. Đấy, rất hợp lý các bác. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 cho một cái hộp dao đũa như này. Lên mã giúp cho em là hộp dao đũa. Giá sẽ là 160.000. Đó. Hộp dao đũa này. Hộp dao đũa 160.000 nhá. 160.000 cái hộp dao đũa như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy thái rau nhá. Nó sẽ là một con máy rất hiện đại luôn. Máy thái rau bằng tay. Giá sẽ là 80.000 thôi. Máy thái rau này, đấy, máy thái rau nhưng mà dùng bằng tay nha các bác nhá. Máy thái rau bằng tay này, giá thì chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một con máy như này. Đây, hàng thì đúng như trên hình như này các bác nhá. Đúng như trên hình như này. Và đây thì nó sẽ là các bác nhận được thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là 6 cái lưỡi. 6 cái lưỡi như này sẽ bao gồm cho các bác là hai cái lưỡi thái lát này. Đấy, hai lưỡi thái sợi tròn và hai lưỡi thái sợi vuông này, sợi dẹt này. Và đây nó sẽ là một thân máy như này nhá, một thân máy như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp cho em cái lưỡi này vào đây này. Đấy, lắp sập cho em cái lưỡi này vào đây, rất đơn giản thôi. Trẻ con cũng làm được các bạn, sập cái lưỡi này vào đây này. Đây, các bác lắp cái lưỡi này vào đây cho em. Đó. Đấy, lắp cái lưỡi này vào đây nhá, lắp cái lưỡi vào. Sau đó thì các bác để cho em vào cái đút cho em vào cái thân này. Đấy, thân này, sau đó thì mình lắp cái tay công này vào nhá, lắp tay công này vào. Đó, các bác lắp cái tay công này vào cho em. Và khi các bác cho rau củ quả vào đây mình xoay này. Đấy, xoay như này thì cái rau củ quả nó sẽ được thải và nó sẽ đẩy ra cái lỗ này, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con máy thái rau này thôi. Quá rẻ mạt luôn các bạn, quá rẻ mạt luôn. Đấy. Rất rẻ và giá rất hợp lý và sử dụng cực kỳ là ngon luôn. Đây, thì em sẽ có cái video đã sử dụng ứng dụng thực tế cho các bác xem. Con này thì các bác chuyên dùng để mình thái rau củ quả này, chế biến thực phẩm đồ ăn rất là ok. Đây, có cái video thực tế luôn. Đây các bạn này. Của chị em nổi trội nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Cầm cho anh kia ấy ra đây. Cầm cho anh kia túi hồng với túi vuông.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá các bác nhá. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái phần này để dán này, phần này để dán vào cái phần gói thuốc này. Ở đây nó sẽ có 50 gói thuốc như này. Về nhà thì các bác lấy cái gói thuốc này ra này. Đấy, lấy cái gói thuốc này ra cho em. Đấy, các bác lấy cho em cái gói thuốc này ra nhá. Đấy. Lấy gói thuốc ra. Đấy, sau đó thì bắt đầu là mình lấy cái miếng dán nhá. Đấy. Các bác lấy cho em cái miếng dán này. Sau đó thì các bác về các bác dán trực tiếp vào cái bóc ra, sau đó thì mình dán vào cái gan bàn chân đi các bác nhá. Đấy đây, ví dụ như là các bác bóc cái miếng dán này ra cho em này. Đây. Đấy đây nó sẽ là đây là cái miếng dán như này. Các bác dán cái gói thuốc này vào đây cho em thì khi mặt chữ này các bác dán vào cái phần dán này nhá. Còn cái phần này là cái phần thuốc để các bác dán vào cái gan bàn chân. Đây, sau đó thì các bác dán trực tiếp vào cái gan bàn chân như này cho em. Đó, dán trực tiếp vào gan bàn chân như này. Đấy, sau đó thì các bác để qua đêm cho em nhá, để qua đêm. Thì các cái phần thuốc nó sẽ ngấm vào trong bàn chân và nó sẽ hút các cái phần độc tố ra nhá, hút các phần độc tố ra cho em. Đó, dùng rất là ngon và dùng rất là tiện ích, giúp cho các bác thải độc gan bàn chân rất là tốt luôn. Đấy, các bác lên cho em là thải độc chân nhá. Thải độc chân, giá của nó sẽ là 40k, giá rất rẻ các bạn. Lên cho em là thải độc chân này. Thải độc chân, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một gói như này, bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng. Thì các bác dán sẽ, nếu mà dán hai chân là sẽ được 25 lần nhá. Hàng của Nhật cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, bao gồm rất là nhiều vị thuốc nhá, ngải cứu rồi các cái loại thuốc để các bác giải độc cho cái gan bàn chân rất là tốt. Đấy, gan bàn chân nó rất là nhiều huyệt đạo nhá. Đấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồ da của Nhật nhá, đồ da của Nhật. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái túi đeo hông nhá, con túi đeo hông như này. Giá sẽ là 130.000 cho con túi đeo hông như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên hết nhá. Con này em bao các bác đốt, test đốt thoải mái cho em luôn. Đấy. Các bác cứ bật máy lửa lên đốt thoải mái cho em nhá, tránh đốt vào cái chỗ có chỉ là được. Đó. Thì các bác lên cho em là túi hông con này sẽ là 130.000 và nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu xanh và màu xám như này nhá, màu xanh màu xám như này. Đó, đây, quai đeo quai nhức rất là ngon luôn, các bác có thể đeo trực tiếp vào hông kia, rất là tiện nhá. Đeo vào hông để về đằng trước này. Đấy, và rất là nhiều ngăn nhá. Cái phần khóa này thì đều bằng đồng hết này. Đó, lên mã giúp cho em đó là túi hông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là một con túi chéo này. Túi chéo thì nó sẽ có cho các bác là màu nâu và màu xám như này các bác này. Màu nâu và màu xám như này các bác nhá. Đấy, màu nâu màu xám. Đây, cái này sẽ là màu nâu, cái này là màu xám này. Đấy, màu nâu màu xám như này. Thì hai màu nó cũng na ná như nhau thôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho một con túi chéo như này nhá. 140.000 các bác. Đó. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có đằng trước là một ngăn, hai ngăn và một ngăn to, đằng sau một ngăn nữa. Nói chung là thiết kế nó khá là nhiều ngăn luôn và rất là rộng nhá. Khi các bác để thì nó sẽ phồng như này, nó sẽ chứa được rất là nhiều đồ luôn nhá. Đó, rất đẹp này. Con này sẽ là 140.000. Các bác lên cho em là túi chéo 140.000. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là cái mẫu túi vuông nhá. Túi vuông thì cũng có hai màu, màu xanh và màu nâu nhá. Màu xanh và màu nâu. Đó, thì đằng trước một ngăn này. Đó, đằng trước một ngăn nữa là hai ngăn này, đằng sau một ngăn nữa là ba này và một ngăn to ở giữa là 4 này. Vì bên trong có hai ngăn nhỏ nữa là 6 ngăn tất cả. Đó. Các bác có thể dùng xách tay trực tiếp này hoặc là dùng làm quai đeo rất là tiện, đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm hoặc là các bác đi chợ đi búa dùng con này cũng được. Đấy, nó rất là tiện. Khóa thì cực kỳ là trơn tru luôn. Tất cả các cái phần khóa này, móc dây kết nối này đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết. Đấy, các bác có thể dùng quai đeo quai xách rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 trong con túi vuông như này thôi nhá. Túi vuông thì sẽ có cho các bác là hai màu, màu xanh và màu nâu này, màu xanh màu nâu. Thì các bác lên mã cho em là túi vuông nhá, túi vuông màu xanh màu nâu này. Tiếp theo là túi hông thì có màu xanh và màu nâu nữa này. Túi hông cũng có màu xanh và màu nâu, 130.000. Còn con túi chéo này thì có màu nâu và màu xám nhá. Đấy, túi chéo thì có màu nâu, màu xám. Đây là màu xám này. Màu xám thì nó sẽ là màu xám này, còn đây là màu nâu này. Đấy, hai màu như này các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em lên cho các bác một số cái mã máy cạo râu cũng như là tăng đơ cắt tóc nhá. Thì đầu tiên em lên cho các bác đó là cái mẫu tông đơ A1 nhá. Tông đơ A1 giá sẽ là 160.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật và nó sẽ là hàng đa chức năng nhá, hàng đa chức năng cho anh em và các bác luôn. Đấy, thì nó sẽ là hàng khi các bác nhận được hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng của thương hiệu Grooming Set này, Grooming Set. Đó, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác bao gồm là các bác có thể sử dụng để làm được 3 chức năng nhá, 3 chức năng. Đấy. Chức năng đầu tiên nó sẽ là một cái con tăng đơ để các bác cắt tóc nhá.
Con này thì có kèm cho các bác là cáp sạc các thứ đầy đủ cho bác luôn. Đó, một con tăng đơ cắt tóc như này. Đấy, thì đây nó sẽ có cho các bác là một cái cản này. Đấy, về nhà các bác tháo hết những cái chi tiết này ra cho em. Đó, đây. Về thì con nào nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, con này nó hết pin rồi. Về nhà các bác lưu ý là các bác cứ sạc pin vào cho em là ok. Đấy, thì em sẽ lấy con khác cho các bác xem. Đó, lưu ý các bác là nó hết pin thì các bác cố gắng chịu khó mình sạc pin vào cho em. Hàng thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship và lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, cho nên các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, cái lẫy này là cái lẫy để các bác bảo vệ cái ấy này, bảo vệ cái lưỡi, các bác tháo ra cho em. Đây, con này thì chuyên dùng để tăng đơ không nhá, tăng đơ. Đấy, thì con này các bác có thể dùng để cắt tóc, chấn viêm, rồi nói chung là đa di năng luôn. Sẽ có kèm cho các bác là cái cáp sạc, về nhà các bác cắm sạc vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Rất là tiện ích luôn. Đây các bác này, đấy, rất là bén luôn đấy. Đây em sẽ thử cho các bác xem nhá, test thử cho các bác xem này. Đây, đấy, các bác thấy không, rất sạch luôn nhá. Đấy, đi đâu là sạch cái đấy các bác này. Các bác có thể dùng để tăng đơ, chấn viêm đều được hết này. Đây các bác thấy không, đây. Đấy, kia lông tay nó đứt này các bác này. Đấy, sạch bong luôn nhá. Đẩy đâu sạch cái đấy. Các bác có thể dùng để mình cắt tóc, cạo râu, rồi tăng đơ, chấn viêm đều được hết nhá. Hàng bằng đồng này, của hãng cực kỳ chất lượng, cầm cực kỳ đàm tay và thích nhá. Cắt tóc, tăng đơ, chấn viêm rất là ok. Đó là mã đầu tiên, nó sẽ là một cái tăng đơ này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cho các bác là một cái máy cạo râu nhá. Các bác cần nhấn nút này là máy chạy này. Khi các bác cạo thì các bác nhấp này cho em nhá. Nhấp này cho em. Đây em cạo thử cho các bác xem này. Đó các bác theo. Đây. Khi các bác cạo các bác cứ nhấp đều cho em nhá. Đó. Các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đó. Đấy, khi các bác cạo thì nhấp đều cho em nhé. Các bác cạo nhấp đều cho em. Đó, đây có công tắc ở đằng đít này. Đấy, sau đó thì các bác không cạo râu nữa mà các bác muốn tỉa lông mũi thì các bác lại tháo ra. Đấy, đây, râu em nó đứt bừa đây các bác này. Đấy các bác trông chưa? Đó. Đây. Râu đứt bừa bên trong này các bác này. Đấy, các bác trông cái râu chưa? Đó, rất nhiều nhá. Khi mà các bác không cạo râu nữa thì các bác lắp cho em cái máy cái đầu tỉa lông mũi này vào cho em để mình tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi này. Đó, cũng nhấn công tắc lên là tỉa thôi. Đó. Và con này thì lưỡi của nó cơ chế là lưỡi quay bên trong nhá, lưỡi quay bên trong, cho nên là đây, bật máy này các bác dùng thoải mái luôn, bóp tay biết mà cũng không sợ bị đứt nhá. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng thì các bác cho vào trong lỗ mũi trước, sau đó thì mình bắt đầu mình hãng bật công tắc là xong nhá. Rất là ngon luôn, cắt rất là ngọt các bác nhá. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ sản phẩm như này. Giá của nó sẽ là 160.000 nhá, 160.000. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Cắt tóc, chấn viêm này, rồi tỉa lông mũi này, rồi cạo râu. Đấy, nó rất là tiện nhá. Hàng đa chức năng cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 160.000. Lên mã giúp cho em đó là Tông Đơ A1 nhá. Đấy, Tông Đơ A1. Tông Đơ A1 giá sẽ là 160.000. Đó, 160.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác mã sản phẩm đó là cái tăng đơ hộp nhá. Con này thì nó chuyên là tăng đơ thôi. Chuyên là tăng đơ thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con tăng đơ như này. Đấy, thân nó sẽ dài hơn một chút này. Kèm thêm cho các bác là đốc sạc này, cữ này. Đấy, đốc sạc, cữ và pin. Đầy đủ cho bác luôn, dầu chai, dầu trước đầy đủ, các bác xoáy pin vào cho em nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là tăng đơ hộp nhá. Tăng đơ hộp lắp pin vào cho em. Đó. Về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đó. Đấy, lắp pin vào bật công tắc lên là xong. Đó. Đây. Đấy, các bác lắp pin mà không đúng chiều thì các bác đảo chiều lại cho em. Đấy, hàng thì bằng đồng như này, rất đẹp này. Đấy, hình rồng phượng rất đẹp luôn. Đó, và dùng để cắt, các bác cắt rất là ngon luôn đấy các bác này. Đấy, nó cũng cắt rất là ngon luôn, rất là nuột nhá. Tất cả các cái dòng tăng đơ này thì ưu điểm của nó đều là không ăn da nhá, kể cả cái con A1 và con này đều không ăn da hết nhá. Rất là tiện. Giá thì chỉ có 100 cành nhưng con tăng đơ như này thôi. Có cho các bác là 4 cái cữ này, 4 cữ này, đốc sạc này, rồi dầu tra, dầu trước đầy đủ nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ hộp nhá. Tăng đơ hộp, hàng cũng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Nhật và nó cũng xuất đi rất là nhiều nước luôn các nhá. Xuất đi nhiều nước lắm. Đây các bác này, đấy. Nó xuất đi Anh, Pháp, Mỹ, Ả Rập, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, các bác ơi, rồi đầy đủ các nước cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ hộp nhá. Đấy. Tăng đơ đựng trong mấy cái hộp này, cho nên lên cho em là tăng đơ hộp nhá. Đấy, tăng đơ hộp giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho tăng đơ hộp như này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái con máy con này là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là tăng đơ lược nhá. Đấy, nó sẽ là một con tăng đơ cắt tóc kèm thêm cho các bác một cái lược như này. Lược, dầu tra này, dây sạc này. Đấy, rồi bốn cái cữ như này. Đầy đủ cho các bác luôn nhá. Con này thì chuyên dùng để cắt tóc thôi. Đấy, chuyên dùng để cắt tóc.
Đấy các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là tăng đơ lược nhá. Đấy, một con tăng đơ chạy cực kỳ là khỏe luôn. Con này thì nó các bác có thể dùng để chuyên để cắt tóc cũng rất là ok nhá, và có điều chỉnh cữ ở đây nhá. Đấy, có điều chỉnh cữ để cắt này. Từ 0.8 đến cữ 2 mm các bác này. Đấy thì các bác có thể đẩy cái đầu này ở đây. Đấy, để các bác đẩy cái cữ này lên này để các bác dùng nhá. Đấy. Thì cái con xoay này nó tác dụng là để các bác đẩy cái phần lưỡi này lên này. Đấy, đẩy phần lưỡi này lên. Đó. Rất là tiện ích các bác nhá. Dùng để cắt tóc con này cực kỳ là ngon luôn. Dùng để cầm thì cực kỳ đầm và chắc tay nhá. Đấy, các bác có thể dùng để cắt tóc cho người già trẻ em. Có cữ sẵn đây rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lắp cái cữ này vào cho em này là mình sử dụng thôi. Hoặc là các bác có thể cắt mộc cũng được tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Con này nó sẽ là một con tăng đơ có kèm cho các bác là cả lược luôn nhá. Cầm cho anh cái kéo đây luôn nào. Đấy, có kèm cho các bác là cả lược luôn. Đấy, cặp kéo vào đây. Vì còn cái tăng đơ nào mang hết đây luôn. Đấy. Thì nó sẽ kèm cho các bác là cả lược luôn đó nhá, cả lược luôn. Đấy, kèm cả lược, cả dầu tra này, rồi có cáp sạc này, có cáp sạc luôn, con này cắm trực tiếp sạc điện 220 luôn. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, tăng đơ lược này. Đấy, tông đơ lược nhá, tăng đơ lược giá của nó sẽ là 110k thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn, 110.000 cho một con tăng đơ lược như này. Con này thì quá nên sử dụng các bạn, giá rất hợp lý. Con này chuyên dùng để cắt tóc cho các anh em thợ cũng rất là ok. Hàng của thương hiệu Zichang của Nhật các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái cặp kéo cắt tóc nhá. Cặp kéo cắt tóc thì một cặp này nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 chiếc. Đấy, 2 chiếc. Giá 160.000, bao gồm cho các bác là 2 chiếc nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Kai nhá, hàng thương hiệu Kai. Một cặp này cho các bác là 2 chiếc luôn. Đấy, 2 chiếc kéo như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đây, hàng thương hiệu Kai Japan này. Đầu kéo thì cực kỳ là dày và cắt thì cực kỳ là đầm và ngon luôn các bác này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 cho một cặp kéo tóc như này. Đấy là em đã giới thiệu trọn bộ các cái đồ tăng đơ rồi kéo cắt tóc của bên em. Thì các bác có thể tham khảo để mình lựa chọn cho mình các cái sản phẩm. Ví dụ các bác chỉ cần mua một cái tăng đơ kèm thêm một cái cặp kéo cắt như này là về nhà các bác có thể đã hành nghề rồi. Hoặc là cắt cho các bé nhà mình cũng rất là ok nhá. Đấy. Nhà em thì em toàn tự cắt cho các bé nhà em thôi. Các bác nhá, nó rất là tiện ích luôn. Và tăng đơ thì cũng rất là bền, dùng rất là ngon. Lên mã giúp cho em đó là cặp kéo tóc, giá sẽ là 160.000 nhá. Cặp kéo tóc này đó. Cặp kéo tóc giá sẽ là 160k thì cặp kéo tóc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái thanh cài dao như này, có kèm cho các bác ốc vít luôn. Về nhà các bác chỉ cần bắt vít vào cho em là xong. Xem cái bộ nào đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái thanh cài dao như này này. Đấy, một thanh cài dao như này. Đấy, có kèm thêm cho các bác là cái ốc vít luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4 ngăn. 4 ngăn chiều dài khoảng 40cm. Đấy, và có 1, 2, 3, 4, 5 cái móc đeo như này nhá. 5 cái móc đeo như này. 5 móc đeo. 1, 2, 3, 4 như này. Và giá thì 5 cái móc đeo nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là con này 100 à? Hay là 90? Hả? 90.000 cho một con thanh cài dao này thôi nhá. Giá rất hợp lý các bác. Đấy. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái mã thanh cài dao như này. Hàng bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, các bác có thể mua để mình sử dụng. Cài dao rồi đeo tạp dề rồi đeo song nồi, mâm ấm chậu chảo đều được hết nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là thanh cài dao giá sẽ là 90.000 nhá. Đó. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Lên cho em là thanh cài dao này. Thanh cài dao giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái thanh cài dao như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái led nháy, led dán nhá. Và lên kia là led 5m. Con này thì các bác dùng để mình dán vào tường. Dán vào tường nó rất là tiện ích luôn. Dạ, bật bật cho anh cái công tắc lên để anh quay cái led này. Đấy, là chiều dài của nó là 5m, có đầy đủ ổ cắm ở kia các bác tất luôn coi nhá. Đấy, ổ cắm nhiếc tất luôn. Và có nguồn nhiếc đầy đủ, về nhà các bác chỉ cần cắm kết nối vào xong, có điều khiển đàng hoàng nhá. Đây. Đấy, đây các bác này. Đây bên em đang cắm thực tế cho bác xem này. Đấy, màu mè rất là đẹp luôn và chiều dài của nó sẽ là 5m nhá. Đấy, chiều dài của nó là 5m thì các bác có thể bóc ra để mình dán vào tường, dán vào tủ kính hoặc là nói chung là dán vào đâu cũng được, nó rất hợp lý. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là led 5m nhá. Led dán 5m, có thể bóc ra dán tường được hoặc là dán vào tủ. Led 5m dán này. Đấy, led 5m dán tường nhá, dán tường. Đấy, các bác có thể bóc ra dán vào tường được luôn. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Led 5m dán tường, 80.000 cho một cái bộ như này.
đầy đủ chi tiết cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái keo dán các giấy lau giày nhá. Đây là một cái dòng giấy đặc biệt các bác dùng để mình lau giày này. Đấy. Lau giày, vệ sinh giày dép rất là ok. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đã có sẵn cho các bác là xà bông rồi. Các bác cứ lau này là nó sẽ ra các xà bông nhá. Xà bông mà nó sẽ tẩy sạch cho bác rất là tốt luôn. Đây. Ví dụ đây một cái vết mực em viết vào đây này. Đấy viết này, lau phát nó sạch hết luôn các bác này. Đấy. Lau phát là nó sẽ đi sạch hết luôn. Đấy các bác nhá. Đây các bác thấy không? Đây. Lau phát là nó sẽ đi, nó sẽ tẩy sạch hết này. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Các bác cứ lau từ từ này là nó sẽ tẩy sạch hết cái vết mực này luôn. Đấy thấy chưa? Đó. Và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái hộp giấy lau giày như này. Bao gồm cho các bác là 30 tờ nhá, 30 tờ. Đó, chuyên để các bác lau giày, vệ sinh giày dép rất là ok. Lên cho em là giấy lau giày giá sẽ là 20.000 nhá. 20k trên một hộp như này và mua từ 3 hộp thì sẽ là 50.000. 3 hộp sẽ là bằng 50k nhá. 50.000 cho 3 hộp. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 trên một hộp như này. Một bịch như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái môi thìa của Đức nhá. Đấy thì đầu tiên nó sẽ là một con môi như này nhá. Một con môi của Đức như này. 70.000 thôi. 70.000 cho một cái môi như này. Hàng thì nó sẽ là dập liền không có rãnh. Thì các bác rửa vệ sinh nó rất là dễ. Inox 304, siêu dày dẫn chắc chắn luôn và cũng rất là sâu lòng nhá. Sâu lòng như này thì các bác múc nó sẽ rất là nhiều nước và rất là gọn gàng. Và cán thì tương đối là dài thì các bác để trong nồi hoặc là trong bát nó không bị lắng, không bị đọng xuống nhá. Đấy. 70.000 cho một cái môi Đức như này. Tiếp theo là cái thìa Đức nhá. Đấy cái thìa Đức này thì giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc này. Hàng cũng bằng inox 304 siêu dày luôn. Ăn cơm ăn canh ăn cháo nói chung là dùng rất là tiện, con này mua một lần dùng cả đời luôn. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Lên mã giúp cho em là thìa Đức nhá, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Giá sẽ là 30.000 cho cái thìa Đức như này. Còn cái môi là 70.000, thìa là 30.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao hàng thương hiệu Wattbo nhá, hàng thương hiệu Wattbo thì bỏ cho anh cái con G5 này. Thì nó sẽ có cho các bác là một mẫu nhọn và một mẫu vuông nhá. Hàng này thì đều là hàng siêu bén rồi các bác, hàng siêu bén rồi. Đấy, dòng này thì em sẽ giới thiệu qua thôi thì vì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy. Thì dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén cho em. Con này thì nó sẽ là mẫu dao nhọn nhá. Đấy. Bên shop có hai mẫu, một mẫu nhọn, một mẫu vuông. Đây, chiều dài của nó khoảng 30 cm, cân nặng thì khoảng 2 lạng nhá. Rất là chắc chắn luôn, hàng thương hiệu Wattbo, thép trắng không gỉ, đúc liền thân như này, chuyên dùng để đây, của Nhật này, Japan này. Đây, test dọc giấy cho bác xem này. Dọc giấy bóng trước nhá. Một cái giấy bóng siêu dai như này mà dọc còn đứt như này là các bác biết rồi. Đó. Giấy bóng này các bác xem này, giấy rất là dai luôn nhá, rất dai luôn. Đó. Và dọc rất là ngon các bác này. Đấy, dọc rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Còn đối với giấy thường thì không phải bàn đâu. Đối với giấy thường thì quá đơn giản quá này. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Giấy thường nhá, dọc các bác này. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Đấy, ngọt như chuối luôn. Đó. Thì con này các bác lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn. Giá của nó sẽ là lên cho em là dao nhọn, giá của nó sẽ là 175.000. Đấy lên cho em là dao nhọn này, dao nhọn. Giá sẽ là 175k. 175k cho con dao nhọn như này nhá, 175.000. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một cái mã. Đó là cái dao vuông nhá. Đấy nó cũng y như con này thôi nhưng mà cái mũi của nó sẽ là mũi vuông. Một dòng là mũi nhọn và một dòng là mũi vuông nhá. Đấy con này thì nó sẽ là dòng mũi vuông như này. Cũng đều là hàng siêu bén cho các bác luôn. Hàng này thì khỏi bàn rồi. Đấy. Của nó sẽ là thép Nhật nhá, thép Nhật hàng thì Wattbo này. Đó. Đây. Thép không gỉ Japan. Đó. Con này mũi của nó sẽ là mũi vuông và con kia là mũi nhọn. Hàng cũng rất là bén luôn. Đấy, test qua như này là các bác nắm được rồi. Rất là bén các nhá, rất là bén luôn các bạn. Đó. Thì nó sẽ có hai con, một con mũi vuông và một con mũi nhọn này. Đấy, các bác thấy không chưa? Hai con nó khác biệt nhau hoàn toàn nhá. Con nhọn là 175.000 và con vuông này sẽ là 180.000. Đó. Thì có hai mẫu như này. Các bác lên cho em là dao nhọn nhá, dao vuông này, dao vuông. Giá sẽ là 180k. Còn các bác nào lấy hai con thì bên shop sẽ để cho các bác với giá 350.000 và bao ship 350.000. Đấy. Bao nhá, hai mẫu. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Muốn lấy mẫu nào thì lấy. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Chiều dài của nó khá là dài luôn, tầm khoảng 30 cm nhá, khoảng 30 cm. Thì các bác có thể dùng để thái lọc phi lê đều được hết nhá. Đấy tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này, con G5 bỏ riêng luôn. Automat có nhá. Automat thì G5 bỏ riêng luôn. Automat thì nó sẽ có hai mẫu thôi nhá. Dòng át chống giật nó sẽ có hai mẫu, bỏ cho anh con đảo chiều luôn. Đấy thì nó sẽ có hai mẫu như này. Con 40A này thì các bác dùng tổng gia đình là rất là ok luôn. Đấy, dùng tổng gia đình. 40A dòng giò của nó là 30 mAh.
Đấy, hàng made in Japan nhá. Con này thì các bác chuyên dùng cho tổng gia đình. Hàng của thương hiệu Natina của Nhật này. Còn ngoài ra thì bên shop có cho bác con 30A. 30A dòng dò là 15mA. Cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó. Con này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa, rồi các thiết bị, rồi các cái phòng nhỏ rất là ok. Nó có chức năng chống giật, chống chập, chống quá tải, đều át nó đều nhảy hết nhá. Đấy. Chập giật quá tải át đều nhảy hết. Đây, hàng made in Japan này. Đó. Giá thì sẽ là 100 à con này sẽ là 80.000. Các bác lên xem là át 30A nhá. Đấy. Con át 30A này, 30A thì sẽ là 80k nhá. 80k cho con 30A. Đấy, con này là 30A 80.000 này. Đấy. Tiếp theo thì con này nó sẽ là con 40A này. Đấy, các bác lên xem là át 40A nhá. 40A con này sẽ là 180k nhá. 180k cho con át 40A như này. Đó, 180.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác một cái con át đảo chiều nhá. Con này là 630A, 63A. Các bác lên xem là át 63A đảo chiều đây. 63A đảo chiều này. Con này thì các bác lên xem là 63A đảo chiều nhá, đảo chiều. Giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đó, 110.000 cho con át 63A đảo chiều như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Con đảo chiều này thì các bác chuyên dùng cho ví dụ như là công tơ này. Nhà các bác có hai công tơ hoặc là dùng máy phát điện thì dùng con đảo chiều này chị em, rất ok luôn. Giá rất hợp lý. Rồi ok các bác nhá. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Bỏ tranh cái pin này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái đây có đây. Qua lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy thì bên shop về cho bác cái mẫu cân sức khỏe, hay còn gọi là các bác gọi cho em là cân người đi mà nó dễ. Đấy. Cân sức khỏe, cân người. Thì đây sẽ có kèm cho các bác là một đôi pin luôn. Về nhà các bác lắp cho em cái đôi pin này vào này. Đó. Con này thì các bác chuyên dùng để cân người thôi. Đấy. Và hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Mặt kính cường lực nhá. Con này nó có thể cân được lên tới 180kg. Thì về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em. Đấy, có sẵn kèm cho các bác một đôi pin rồi, lắp pin vào. Sau đó thì các bác ấn cái lẫy này lên này. Đấy, ấn cái lẫy này lên thì số nó sẽ lên. Con này thì vừa là cập nhật nhiệt độ, vừa là cân luôn coi nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là chế độ là kg và chế độ cân của Nhật này. Cân của Nhật và chế độ là kg. Thì các bác để cho em chế độ kg này là xong. Đấy, nhiệt độ thì bây giờ đang là 27 độ C. Miền Bắc thì có vẻ vào mùa đông rồi nhưng mà cũng chưa lạnh lắm các bác nhá. Đó. Vẫn còn rất là nóng. Đây. Em cân thử cho bác xem này. Đấy. Em hiện tại bây giờ đang là 66,9 kg. Đấy. 66,9 kg các bác này. Đó. Cái này thì nó sẽ có nhớ số cho các bác trong vòng là 30 giây thì nó sẽ lại tự nhảy về số 0 các bác nhá. Đấy. Và con này của nó thì nó sẽ là cân được 180 kg. Mặt cân của nó là kính cường lực nhá, kính cường lực. Khi các bác sử dụng thì nếu mà nó tắt nguồn thì các bác nhấn cái nút nguồn này lên cho em này. Nhấn cái nút nguồn này lên và có điều chỉnh kg. Đấy, và có báo pin các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy thì một cái con cân sức khỏe cân người như này. Các bác lên cho em là cân sức khỏe cân người nhá. Đấy. Cân sức khỏe này. Đó, cân sức khỏe cân người. Cân người, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con cân như này thôi. Giá chỉ có 100.000 cho một con cân sức khỏe cân người như này thôi. Rất tiện dụng cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá. Đấy, các bác lên cho em là cân treo cầm tay. Con này thì nó cũng có sẵn pin cho các bác luôn. Và về nhà thì các bác có thể mua thêm pin. Mua thêm pin ở cửa hàng được các bác nhá. Mua thêm pin ở cửa hàng ví dụ như là đồ các cái cửa hàng đồ như là đồ bán về đồ học sinh cái thứ đều có cái pin này hết nhá. Nó rất là tiện thì các bác có thể mua về. Nếu nó hết pin thì mua thêm cho em. Đó, và các bác lắp pin vào cho em này. Con này thì nó cũng có chế độ là kg và cập nhật nhiệt độ luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em là cân treo cầm tay nhá. Cân treo cầm tay. Đấy. Có cả kg này. Và cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Đấy. Nhiệt độ bây giờ đang là đây. Đấy. Và 29 độ này. Và có chế độ cân như này. Đấy. Thì đây em sẽ cân thử cho các xem luôn. Và con này thì nó sẽ cân được là 50 cân nhá. Cân được 50 cân. Đó. Con này nó sẽ cân được 50 cân. Thì đây. Em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đó. Nó rất là tiện luôn nhá. Đây. Thì các bác ví dụ như là mình cân thì mình có thể quặc vào như này. Quặc vào như này hoặc các bác đeo trực tiếp luôn. Đây. Đấy thì con này các bác để cho em về chế độ là kg nhá. Này. Con này của nó thì nó sẽ là 0,10 kg này. Đấy. Và các bác có thể điều chỉnh cho em. Đó. Thì khi cân thì các bác cứ cho về chế độ kg như này, sau đó các bác cân này. Đó là ok. Đấy. Thì nó rất là đơn giản vậy thôi các bác nhá. Đó. Đây. Và các bác bắt đầu cân nhá. Đây. 0,10 kg các bác này, rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop nó có sẽ có nhớ nhá. Đấy.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Và giá rất là tốt luôn. Đây, đấy các bác để về không như này nhá. Các bác nhấn cái nút nguồn cho nó về không như này, sau đó thì các bác bắt đầu cân nhá. Con này thì các bác có thể cân đây, con này của nó sẽ là 0,40 kg nhá, 0,40 kg. Đấy, tức là 4 lạng. Và các bác có thể cân được cân nặng lên tới 50 cân nhá. Mắc của nó là 50 cân. Đấy, còn khi cân thì khuyến khích các bác là cân khoảng 2 30 cân là sẽ là ok. Đấy, tại vì 50 cân thì sợ là cái đầu đai này nó không chịu được nổi các bác nhé. Đó, mặc định của nhà sản xuất thì như vậy. Còn là khi cân thì các bác tùy theo thực tế để mình cân thôi, làm sao cho nó hợp lý nhé. Lên cho em là cân treo cầm tay nhé. Giá của nó sẽ là 90.000 này. Lên cho em là cân treo cầm tay, giá của nó sẽ là 90k. Đó. Các bác lên cho em là cân treo cầm tay này. Đó. Cân treo cầm tay 70.000 các bác nhé. Cân treo cầm tay. Đó. Cân treo cầm tay giá của nó sẽ là 70k thôi. 70.000 trong cái mã cân treo cầm tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mã cân. Đó là cái mã cân 5 và cân 10. Đấy, cân 5 và cân 10. Thì con này các bác chuyên dùng trong nhà bếp hoặc là các bác buôn bán hàng hóa thì các bác dùng cái con này nó cũng rất là tiện các nhá. Đấy, dùng nó rất là tiện và đều có tính năng trừ bì hết nhá, đều có tính năng trừ bì hết. Con này thì các bác lên cho em là cân 5, nó sẽ là cân được 5 kg nhá, cân được 5 kg. Và giá này chỉ có 50k thôi, 50.000 cho con cân 5 như này. Đấy, các bác lên cho em là cân 5 này, cân 5. Đấy, và sẽ là 50k. Và nó sẽ cân được là 5kg thôi nhá. Và đều có tính năng trừ bì luôn. Về nhà thì các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây nhá. Cái này thì không có pin đâu nhá. Đấy, cái này thì không có pin. Đấy, không pin nhá, không pin. Về nhà các bác tự mua thôi, về nhà các bác tự mua pin nhá. Tự mua pin về mình lắp vào cho em. Đó, con này sẽ là cân 5, cân được 5 cân. Và tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái mẫu cân 10 đây. Đấy, cân 10 thì con này nó sẽ là cân được 10 kg. Và cái này cũng không có pin luôn. Về nhà các bác, đấy, về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em nhá. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đấy, các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Bật nguồn lên nhá. Sau đó thì mình để cho em là chế độ là gam như này. Đây, sau đó thì bây giờ em đặt cái cân treo này lên này. Đấy, còn cân treo này của nó sẽ là 106g này, 106g nhá. Và các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì các bác nhấn cái nút nguồn này cho em này. Đấy là nó sẽ về không. Và đấy các bác lại cân các thứ khác bình thường. Đây, em lại đặt cái cân 5 này lên. Thì con cân 5 này của nó sẽ là 160g nhá, 160g. Đấy, 160g các bác này. Đấy, khi các bác cân thì để cho em cái môi trường không có gió nhá. Đấy, ở đây thì em có gió là cân nó sẽ nhảy đấy. Đấy, ở đây là em có gió thì cân nó sẽ nhảy. Và cái này nó tính bằng gam cho nên là mình để cái môi trường không có gió nó sẽ tốt hơn. Đó, sau đó thì các bác bỏ ra thì nó lại về không. Và các bác bỏ ra thì nó sẽ lại về cái này. Về cái cân của con này thì các bác lại nhấn nút nguồn này nó sẽ về không. Đó, thì con cân 5 và cân 10 thì đều sử dụng như nhau. Đấy, con cân 10 này thì nó sẽ là hàng của Đức này, Made in Germany nhá. Con cân 10 này sẽ là hàng của Đức, hàng Made in Germany. Đó, con này thì giá của nó sẽ là 160.000 cho một con cân 10 như này nhá. Đấy, còn cân 5 thì sẽ là 50.000. Đấy, còn các bác lên cho em là cân 10 giá sẽ là 160k nhá, 160k cho mã cân 10 như này. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, bên shop về cho các bác thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái mẫu cân như này. 4 cái mẫu cân để cho các bác sử dụng nó cũng rất là tiện ích nhá. Đó, cân 5, cân 10. Rồi đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý. Rồi ok.